Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 2776, Trương Huyền không thấy một. Lôi kiếp này, thật muốn đột phá, thi đấu có thể khỏi cần tiến hành. Nhìn lôi đình đầy trời, Trương Vô Trần đi tới trước mặt. Đúng vậy, lôi đình này, vượt qua động hư kiếp bình thường, thánh vực bát trọng động hư cảnh trung kỳ, cũng chống lại không được, hắn có thể xông qua, tất nhiên sẽ trở thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, không cần nghi ngờ. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Tu vi đạt tới cảnh giới như bọn hắn, lôi kiếp mạnh yếu, có thể liếc mắt phân biệt ra được. Lôi đình của Trương Cửu Tiêu, như vực như biển, lan tràn không biết bao nhiêu dặm, trong đó lực lượng càng làm cho bọn họ cảm thấy tê cả da đầu. Nếu đối phương thật có thể vượt qua, đám người Trương Thuần nhất định không phải đối thủ, trở thành đệ nhất, đã thành kết cục đã định. Hắn một con cháu bàng chi, tại sao có thể có tốc độ tiến bộ nhanh như vậy? Trương Vô Trần tràn đầy không hiểu. Chờ hắn độ xong lôi kiếp, lại hỏi thăm một chút. Lắc đầu, đại trưởng lão dường như cũng có chút không hiểu rõ, mở miệng nói. Hai người trò chuyện, trên bầu trời đạo lôi kiếp thứ hai dần dần hình thành. Tạch tạch, lần này không phải lôi điện đơn thuần, mà là một đạo đao mang, phá không đánh tới, bổ ra không gian bốn phía, phát ra vết rách đen nhánh. Là lôi binh trong lôi kiếp. Trong đám người có trưởng lão nhận ra nuốt ngụm nước bọt. Nếu so sánh lôi điện bình thường như nắm đấm, lôi binh công kích là vận dụng vũ khí. Mặc dù đồng dạng là điện mang, uy lực lại kém gấp bội. Tới đi. Nuốt vào một viên đan dược lão sư ban cho, thương thế của Trương Cửu Tiêu đã khôi phục lại, gào lên một tiếng, một thánh khí thượng phẩm rời khỏi tay. Lúc trước vũ khí cấp bậc cao nhất của hắn chỉ là trung phẩm, lần này thành công đi vào thánh tử điện, trong tộc thưởng một chuôi thượng phẩm, trong lúc nguy cấp trực tiếp phát huy ra. Tạch tạch, thánh khí cùng lôi binh va chạm, thời gian nháy mắt liền bị đánh thành hai đoạn, uy lực của lôi điện không có chút yếu bớt, tiếp tục rơi xuống. Năm ngón tay mở ra, trước mắt tạo thành một vòng tròn chân khí to lớn, lôi điện bổ vào trong đó, phát ra nổ vang kịch liệt, toàn bộ diễn võ trường đều đang bị trùng kích, không ngừng lay động, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. May mắn ở đây thường xuyên tỉ thí, bố trí không ít trận pháp gia cố, nếu không chỉ lần này, liền biến thành phế tích. Bành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mặc dù ngăn lại lôi binh công kích, hai tay của Trương Cửu Tiêu cũng biến thành màu đen, cả người như đạn pháo rơi vào mặt đất, đập ra một cái hố to lớn. Sẽ không bị đánh chết chứ? Hẳn là sẽ không. Lôi đình này quá khủng bố, chấp sự trưởng lão trong tộc có thể chống lại, cũng không có mấy cái, hắn vừa mới đột phá, hơn nữa vượt qua chọn một đại cấp bậc. Chỉ mong không có việc gì. Mặc dù hắn là bàng chi, nhưng có thể đạt tới loại thực lực này, là chuyện may mắn của gia tộc, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nghị luận ầm ĩ, tử đệ gia tộc bốn phía, từng cái mặt ưu sầu. Trương gia có thể sừng sững toàn bộ đại lục, mặc dù trong tộc cạnh tranh quyết liệt, nhưng chân chính xuất hiện siêu cấp thiên tài, vẫn là người người kính nể, nếu không, khỏi cần người ngoài ra tay, bên trong hao tổn cũng có thể tiêu hao sạch sẽ. Hô! Thời điểm mọi người ở đây tràn đầy lo lắng. Ở dưới hố Trương Cửu Tiêu lảo đảo bay ra. Lúc này toàn thân hắn cháy đen, đã không có chỗ tốt đẹp, nhưng trên mặt vẫn mang theo quật cường, nhìn về phía lôi đình trên bầu trời, dường như không sợ hãi chút nào. Ầm ầm, đạo lôi kiếp thứ ba lại sắp tới. Động hư kiếp giống như xuất khiếu kiếp, mặc dù là ba đạo lôi kiếp, lại một đạo so với một đạo đáng sợ, không biết bao nhiêu cường giả đều vẫn lạc ở trong đó. Đạo thứ ba không chỉ lực lượng lớn, càng quan trọng hơn là ẩn chứa tâm kiếp, Trương Cửu Tiêu thân là bàng chi, không được bồi dưỡng tốt nhất, ta sợ tâm cảnh khó mà vượt qua. Trên mặt đại trưởng lão lo lắng. Đúng vậy, muốn vượt qua cửa này, không chỉ lực ý chí cực mạnh, càng quan trọng hơn là ý niệm kiên định, không lay được, không khuất phục, ta sợ hắn. Không kiên trì nổi. Chương 2777, Trương Huyền không thấy hai. Trương Vô Trần cũng căng thẳng. Trương gia bất ngờ xuất hiện thiên tài. Nếu không chống lại lôi kiếp qua đời, thật sự là tổn thất lớn. Lôi kiếp tích lũy đến loại tình trạng này, không phải chúng ta có thể nhúng tay. Như vậy đi, ngươi đi tìm Trương Huyền, nếu như lần này có thể giải quyết lôi đình, cứu Trương Cửu Tiêu, có thể không so đo chuyện lúc trước. Trần chờ một chút, đại trưởng lão nói. Từ trong Trương Vô Trần báo cáo, hắn biết học sinh Dương Sư có thể một mình đối kháng lôi kiếp, vũ không kiếp cũng có thể tùy tiện phá giải, Trương Cửu Tiêu động hư kiếp. Mặc dù mạnh mẽ, chống lại hẳn cũng không khó. Tốt, biết chuyện này tầm quan trọng,
thân thể Trương Vô Trần nhoáng một cái, vội vã bay đi, thời gian không dài đi tới trước mặt. Người không có. Thần thức rất nhanh quét một lần, vẫn không phát hiện, lông mày nhíu, đẩy cửa đi vào. Vô Trần trưởng lão. Kiếm Tần Sinh đứng dậy. Người có biết Trương Sư đi nơi nào không? Trương Vô Trần mở miệng. Lúc trước mang Kiếm Tần Sinh cùng Trương Huyền tới, mang người sau đi huyết trì, để chính hắn trở về, tình huống bình thường hẳn là sẽ ở chỗ này không rời xa A Hát, vì sao không thấy? Trương Sư buổi tối hôm qua bị ngươi mang đi, về sau Trương Cửu Tiêu tìm hắn, sau đó liền cùng đối phương ra ngoài. Kiếm Tần Sinh suy nghĩ một chút nói. Trương Cửu Tiêu đến tìm Trương Huyền, chỉ có hắn một người ở đây, biết rất rõ ràng, về sau hai người lại không trở về, chuyện gì xảy ra? Trương Cửu Tiêu tìm, Trương Huyền. Trương Vô Trần sững sờ tại nguyên chỗ. Ngươi nói, là con cháu bảng chi Trương Cửu Tiêu ở Thánh Tử Điện. Đúng vậy, không phải hắn, ta cũng không nhận ra được A Hát. Kiếm Tần Sinh lắc đầu. Tại sao Trương Cửu Tiêu biết Trương Huyền? Trương Vô Trần khó tin. Trương Huyền này, vừa mới gây ra động tĩnh lớn như vậy, lại đi cùng Trương Cửu Tiêu. Giữa hai người có quan hệ thế nào? Làm sao quen biết ta cũng không biết. Dù sao quan hệ rất quen thuộc. Kiếm Tần Sinh lắc đầu. Ta đã biết. Một mặt khó tin, Trương Vô Trần vội vã bay về. Hắn tới tìm Trương Huyền, giờ phút này lôi kiếp trên bầu trời, đã tích góp xong xuôi, rầm rầm hạ xuống. Trong nháy mắt, Trương Cửu Tiêu giống như đi vào một giao lộ để hắn mê man, linh hồn trở nên sáng tối chập chờn, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Hắn chỉ là con cháu bảng chi bình thường, ở trước mặt Trương gia. Không có một chút địa vị cùng tôn nghiêm, thậm chí coi như lúc trước chết ở Thanh Nguyên đế quốc, chỉ sợ cũng sẽ không phái cao thủ gì tới dò xét. Là lão sư cho hắn cơ hội cải tạo nhân sinh, để hắn thành công đi vào Thánh Tử Điện, trở thành một học viên bình thường, càng mang theo hắn đi vào huyết trì, tặng huyết mạch. Lão sư nói ta có thể vượt qua, liền nhất định có thể vượt qua, sẽ không để cho lão sư thất vọng. Trong lòng sinh ra chấp niệm mãnh liệt. Một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt từ trong cơ thể rộ lên, lôi kiếp đầy trời rơi vào trên người, vậy mà bị ngăn ở bên ngoài cơ thể, không cách nào đi vào. Đây là, lực lượng huyết mạch, so với ta còn tinh khiết hơn, điều đó không có khả năng. Con người của đại trưởng lão thu hẹp. Chương 2778, vượt qua lôi kiếp 1. Dù đối phương có khống chế huyết mạch, những người khác khó mà nhìn ra, nhưng huyết mạch đại trưởng lão tinh thuần, lập tức cảm ứng được đặc thù. Trương Cửu Tiêu kia, trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch, thế mà cường đại hơn hắn. Huyết mạch của hắn, ở toàn cả gia tộc, gần với gia chủ Hưng Kiếm Thánh, một con cháu bảng chi, có thể áp chế hắn, cẩn thận xác nhận nhiều lần, cũng không dám tin tưởng. Huyết mạch tinh thuần như thế, chỉ ở trên người tiểu thiên tài nhìn thấy qua, chẳng lẽ là hắn? Thân thể cứng ngắc, tiểu thiên tài, vừa ra đời liền nắm giữ huyết thống có thể so với tiên tổ, nguyên nhân chính là như vậy. Trực tiếp bị định làm gia chủ, hưởng thụ tài nguyên tốt nhất. Chỉ tiếc, mất tích, Trương Cửu Tiêu này, vậy mà cũng nắm giữ huyết mạch tinh thuần như thế, chẳng lẽ, là hắn? Không đúng, Trương Cửu Tiêu, đã 28 tuổi, tiểu thiên tài vừa mới đầy 20 tuổi, trên tuổi tác chênh lệch cực lớn, tuyệt không có khả năng là một người. Nhưng vì sao huyết mạch của hắn tinh thuần như vậy, trước kia chưa hề phát giác? Trương gia, bất kể bàng chi hay hạch tâm, vừa ra đời sẽ bị kiểm nghiệm huyết mạch. Thậm chí có chút thiên tài siêu cấp, trong bụng mẹ cũng có thể dùng phương pháp đặc thù nghiệm chứng, vị Trương Cửu Tiêu này, trước đó nhất định nghiệm chứng qua, thật có đặc thù, sẽ có ghi chép, làm sao một chút ấn tượng cũng không có. Chẳng lẽ nhớ lầm? Vô Chân, đi từ đường lấy tới ghi chép nghiệm chứng huyết mạch của Trương Cửu Tiêu. Quay đầu dặn dò. Vâng. Vô Chân trưởng lão cũng không cảm thấy được dị thường, chẳng qua đại trưởng lão dặn dò không dám do dự, xoay người rời đi. Thời gian không dài, liền cầm lấy một quyển sách đi tới. Trương gia ghi chép kiểm nghiệm huyết mạch, đều dựa theo chi mạch bảo tồn ở trong từ đường, tìm ra được cực kỳ đơn giản, đại trưởng lão nhận lấy, vội vàng lật đến tờ của Trương Cửu Tiêu. Trên tuổi tác quả thực không khớp, linh hồn của hắn vững chắc, cùng thân thể kết hợp hoàn mỹ, cũng không có bị nguyên thần đoạt xá. Nhưng khi đó ghi lại chỉ là huyết mạch thấp nhất, không đáng giá nhắc tới. Làm sao hiện tại tinh thuần như thế? Rất mau nhìn xong ghi chép, đại trưởng lão tràn đầy không hiểu. Kiểm nghiệm huyết mạch, có pháp bảo chuyên môn, không phải nhân tạo, dễ dàng xuất hiện làm việc thiên tư, bởi vậy hầu như không có bất kỳ sai lầm gì, lại nói. Huyết mạch tinh thuần như vậy, một khi sinh ra, từ đường sẽ phát sinh biến hóa,
thật giống như tiểu thiên tài lúc trước, vừa ra đời, từ đường chấn động, tượng khổng sư cũng bay lên. Thật muốn trước đó tinh thuần như vậy, khẳng định sẽ bị phát giác, không có khả năng không có tiếng tăm gì, sau 20 tuổi, đột nhiên phóng ra hào quang chói sáng. Điều tra hành tung sự tích của Trương Cửu Tiêu những năm này cho ta. Nghĩ không ra vì sao, đại trưởng lão tiếp tục dặn dò. Hệ thống tình báo của Trương gia không tầm thường, Trương Cửu Tiêu càng là danh sư, thời gian không dài vô chân trưởng lão lần nữa cầm một quyển sách đi tới. Cúi đầu xem xong nội dung bên trong, đại trưởng lão càng thêm mê hoặc. Từ cuộc đời của Trương Cửu Tiêu đến xem, mặc dù có chút thiên tư, nhưng đặt ở trong phạm vi Trương gia, lại cực kỳ bình thường, duy nhất thay đổi chính là, 3-4 tháng trước, dần dần tăng tốc độ tu luyện, đột nhiên tăng nhanh, nhưng mà cũng không quá rõ ràng. Đại trưởng lão, đêm qua trước khi Trương Cửu Tiêu đột phá, có đi tìm Trương Huyền, hơn nữa Trương Huyền bây giờ không có ở đây, an bài chỗ ở. Trương Vô Trần đi tới trước mặt. Đêm qua gặp hắn, đại trưởng lão càng ngày càng nghi ngờ. Trương Huyền cũng là Thanh Nguyên đế quốc đi ra. Trước đó nhìn giới thiệu vắn tắt của danh sư đường về Trương Huyền, hắn cũng từ nơi đó đi ra, chẳng lẽ cả hai có quan hệ gì? Chuyện này, ai cũng không được nói, ngươi tiếp tục tìm kiếm Trương Huyền, tuyệt đối không nên để hắn làm loạn ở trong phạm vi gia tộc. Nghĩ nửa ngày, nghĩ không ra vì sao, đại trưởng lão xoa xoa mi tâm, bàn giao một câu. Trương Huyền kia, bất kể danh sư hay phụ tu, đều thuộc về thiên tài nhất đẳng, đáng tiếc. Quá thích phá hủy, đi tới Trương gia, không đến một ngày, đã gà bay chó chạy, vô số kiến trúc sụp đổ, thật muốn chạy đến phạm vi gia tộc làm loạn, hắn là đại trưởng lão chỉ sợ cũng ngăn không được. Vâng, Trương Vô Trần gật gật đầu, xoay người rời đi. Xử lý xong những chuyện này, đại trưởng lão lần nữa nhìn lôi đình trước mắt, chỉ thấy Trương Cửu Tiêu đã ngăn lại một đạo lôi kiếp cuối cùng, mây đen đầy trời chậm rãi tản ra. Một mình trải qua động hư kiếp, toàn thân không có một chỗ tốt đẹp, bất kể thân thể hay linh hồn, đều vô cùng yếu ớt, có điều khí tức trên người càng ngày càng cường thịnh, tựa như một cỗ lực lượng khổng lồ xoay quanh, ẩn núp, bất cứ lúc nào cũng sẽ dâng trào ra. Đây là động hư cảnh, hắn thành công. Chương 2779, vượt qua lôi kiếp 2. Đại trưởng lão tràn đầy kích động. Thế hệ trẻ tuổi, không đủ 30, liền xung kích đến loại cảnh giới này, Trương Cửu Tiêu tuyệt đối được cho đứng đầu nhất. Hô! Vội vàng tung người đi tới trước mặt. Ăn viên đan dược này vào, có thể để thương thế của ngươi mau chóng khôi phục. Cảm ơn đại trưởng lão. Trương Cửu Tiêu nhận lấy viên thuốc. Là một viên đan dược cấp 9, đối với linh hồn cùng thân thể khôi phục, có công hiệu cực mạnh. Bất quá không có dùng gấp, mà cảm tạ một tiếng. Dãy rụa bay đến trước mặt một trung niên, vẻ mặt hưng phấn, giống như hài tử nhận được đồ tốt, lo lắng muốn khoe khoang. Lão sư, ta thành công. Thấy được, ăn dược vật đại trưởng lão cho đi. Tuy công hiệu bình thường, nhưng đối với tình huống trước mắt của ngươi, vừa vặn đúng bệnh. Trương Huyền nhẹ gật đầu truyền âm qua. Còn nữa, gây ra động tĩnh lớn như vậy, đại trưởng lão nhất định hỏi thăm, ngươi cũng biết, lão sư ta khá khiêm tốn, không muốn bại lộ thân phận. Giải thích như thế nào, trước tiên nghĩ tốt đi. Vâng. Trương Cửu Tiêu vội vàng gật đầu. Ăn dược vật vào, quả nhiên thoải mái không ít, nhanh chóng vận chuyển lực lượng, không đến nửa canh giờ, thương thế trước đó liền khôi phục hơn phân nửa. Trương Cửu Tiêu, đại trưởng lão bảo ngươi đi tìm hắn. Thấy hắn từ trong tu luyện khôi phục, Vô Trần trưởng lão bay tới. Vâng. Trương Cửu Tiêu gật đầu, quay đầu nhìn lão sư, lại thấy hắn mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm, dường như ngủ thiếp đi. Biết lão sư khiêm tốn, quay đầu phân phó một câu. Ngươi về trước chỗ ở đi, ta đi gặp đại trưởng lão. Vâng. Trương Huyền ôm quyền. Lúc này hắn là hạ nhân, tự nhiên phải có cử chỉ đối ứng thân phận. Mỗi tử đệ gia tộc đều có hạ nhân đi theo, Trương Vô Trần không cảm thấy bất ngờ, đi thẳng về phía trước, Trương Cửu Tiêu theo sát phía sau. Ra diễn võ trường, không ngừng tiến lên. Trương Cửu Tiêu tràn đầy căng thẳng. Thân là con cháu Bàng Chi, địa phương hạch tâm gia tộc, trước kia chưa từng tới bao giờ. Không nói cái khác, chỉ bốn phía bố trí trận pháp, không biết đường đi mà nói, rơi vào trong đó, liền không cách nào đi ra. Đại trưởng lão ở bên trong. Đi tới một đại điện, Trương Vô Trần ngừng lại. Trương Cửu Tiêu nhìn sang, là đại điện rộng lớn, không có quá nhiều chần chừ, nhấc chân đi vào. Mới vừa vào cửa. Đang muốn nhìn bên trong một chút, liền cảm thấy một đạo lực lượng thẳng tắp áp bức tới. Ầm ầm, khí tức cuồng bạo hung mãnh,
tựa hồ muốn xé nát hắn. Cái gì? Cảm nhận được sát khí trong Trường Phong, không có chút lưu tình nào, thân thể Trương Cửu Tiêu đột nhiên siết chặt. Chương 2780, chuyên nghiệp khiêm tốn 1. Trong đại điện xuất hiện lực lượng, không có chút lưu tình, chỉ cần hắn không né tránh, sợ rằng sẽ bị đánh chết tại chỗ. Biết không thể bị dở dang, Trương Cửu Tiêu hít sâu một hơi, thân ảnh bỗng nhiên lui về sau. Bành! Sống lưng đâm vào trên cửa, lúc này mới phát hiện, đại môn vừa rồi mở ra, chẳng biết lúc nào đã đóng lại, hơn nữa phía trên hiện đầy phong ấn, thực lực động hư cảnh sơ kỳ như hắn toàn lực va chạm, vậy mà không có tổn hại mảy may. Nguy rồi! Sắc mặt tái xanh, biết trốn tránh đã không kịp, cổ tay khẽ đảo, một trưởng nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, Trưởng Phong gào thét cùng trưởng lực đánh lén tới đối đầu cùng một chỗ. Tạch tạch, ít hầu ngọt ngọt, Trương Cửu Tiêu cảm thấy ngực khó chịu, trước đó thương thế ở trong lôi kiếp vẫn chưa khỏi, vỡ ra, trên người đau rát. Động hư cảnh sơ kỳ. Bất quá, một chiêu giao thủ, hắn biết thực lực của người đánh lén kia, cũng là động hư cảnh sơ kỳ, tương đồng. Hừ, thực lực tương đồng, cũng không có gì đáng sợ, thân thể bỗng nhiên co lại đoàn, đạp mạnh trên mặt đất, vọt ra ngoài, đồng thời bàn tay liên tục đánh ra. Phần phật, trong không khí chất đầy Trưởng Phong, lực lượng hùng hồn, như mưa hạ xuống, ép không khí phát ra nổ đùng liên tiếp. Tuy mới vừa đạt tới động hư cảnh, nhưng ở trong huyết trì, nguyên thần trải qua nhập hư cảnh đỉnh phong, thậm chí còn thử nghiệm xung kích qua, cho nên cũng không lạ lắm, lực lượng động hư cảnh. Ở trong lòng bàn tay hắn cuồn cuộn sôi trào, trong nháy mắt thi triển ra, không có bất kỳ chút chắc gì. Rầm rầm rầm. Hắn phản ứng nhanh chóng mãnh liệt, nhưng người đánh lén hắn động tác càng nhanh, che toàn bộ công kích của hắn ở bên ngoài, cũng không làm bị thương mảy may. Bất quá, người trên không trung, lúc này Trương Cửu Tiêu rốt cục thấy rõ người đánh lén hắn. Người này mặc áo khoác, nhìn không ra hình thể, trên mặt cũng mang theo mặt nạ đặc thù, thần thức dò xét không ra, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Người nào, tại sao lại ở trong phủ đệ của đại trưởng lão? Lông mày dương lên, Trương Cửu Tiêu híp mắt lại. Hô! Đối phương không có trả lời hắn, thân thể vụt qua, lại một trưởng tấn công tới. Trường lực của đối phương kéo dài, cảm giác không có lực lượng quá lớn, nhưng Trương Cửu Tiêu từ trong lòng sinh ra nguy cơ nồng đậm. Biết gặp cường giả sau khi đột phá, lười nhắc tiếp tục hỏi nhiều, Trương Cửu Tiêu nhíu mày, nghênh đón tiếp lấy. Hắn ở trong mắt Trương Huyền Thiên Phú bình thường, nhưng thời điểm ở Thanh Nguyên Đế Quốc, cũng là đệ nhất thiên tài nổi danh, bất kể chiến đấu, hay phụ tu, giảng bài, đều là tồn tại nhất đẳng. Giờ phút này càng tiếp nhận Trương Huyền giảng bài, đối với chiến đấu lý giải cùng ứng biến, đã đạt đến trình độ cực cao. Thời gian nháy mắt liền cùng người che mặt đối chiến 7-8 chiêu, tuy chiêu chiêu hung hiểm, nhưng mỗi một lần đều có thể ở trong lúc nguy cấp, hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Hắn trải qua nguy hiểm. Người đeo mặt nạ cũng không dễ chịu, dưới thực lực tương đồng, dù hắn vừa mới đột phá, còn nhận lấy tổn thương, nhưng chiếm được Trương Huyền tự mình chỉ điểm, đối với chiến đấu lĩnh ngộ cùng nắm chắc, đạt đến đỉnh phong nhất đương đại, sau mấy chiêu, đã dần dần chống đỡ hết nổi. Này! Người mang mặt nạ biết sau mấy chiêu, nhất định sẽ thua, đột nhiên rít lên một tiếng, một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể sinh ra, thân ảnh trong chốc lát giống như quỷ mị, xuất hiện ở trước mắt, một trường vỗ tới. Bành! Trương Cửu Tiêu không có chút đề phòng, nhất thời bay ra ngoài, sống lưng lần nữa đụng vào trên tường, khuôn mặt trắng bệch. Huyết mạch lực lượng, ngươi là người Trương gia. Tuy tổn thương, nhưng cũng biết thân phận của đối phương. Vừa mới thi triển, chính là lực lượng huyết mạch Trương gia. Chương 2781, chuyên nghiệp khiêm tốn 2. Hô! Người đeo mặt nạ vẫn không trả lời, lần nữa nhảy lên. Thời gian chung quanh tựa hồ ở dưới động tác của hắn trở nên chậm chạp, Trương Cửu Tiêu lần nữa cảm thấy bóng người lắc lư, lại bị đánh trúng, nhìn không được nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng huyết mạch Trương gia, có thể làm cho mình giãy giụa thời gian trói buộc, trở nên càng nhanh, loại tình huống này, người ở bên ngoài nhìn, thật giống như động tác của mình trở nên chậm, theo không kịp tiết tấu của đối phương. Không được, tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ bị hắn đánh chết. Liên tục chịu mấy trường. Cảm thấy trong cơ thể sôi trào, bất cứ lúc nào cũng sẽ không kiên trì nổi, trong mắt Trương Cửu Tiêu đỏ hoe. Tới gặp đại trưởng lão, kết quả đại trưởng lão không thấy, nhưng gặp một gia hỏa che mặt, chiêu chiêu sắc bén, tùy ý đối phương tiếp tục nữa, chỉ sợ không mấy chiêu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc kệ, biết giờ phút này không phải thời điểm giấu giếm thực lực, hít sâu một hơi, con mắt đóng lại.
trong cơ thể huyết mạch vận chuyển, trong nháy mắt, tình cảnh bốn phía thả chậm xuất hiện ở trước mắt. Huyết mạch chi lực trương ra, trước đó không cách nào sử dụng, nhưng sau khi huyết mạch trở nên tinh thuần, vận dụng đã cực kỳ đơn giản. Bốn phía chậm lại, người đeo mặt nạ xông tới, xuất hiện ở tầm mắt, trước đó không thấy được dấu vết, giờ phút này trở nên dị thường rõ ràng. Hừ! Hai hàng lông mày nâng lên, dưới chân khẽ động, thời gian nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương, một chân đạp tới. Thình thịch bành. Cước, trường, quyền, chỉ. Đủ loại thủ đoạn công kích nhao nhao hạ xuống, như bão tố, người đeo mặt nạ hiển nhiên không nghĩ tới, tốc độ vị trước mắt này nhanh hơn hắn, còn không có kịp phản ứng, liền bị đánh trúng. Người trên không trung liền phun ra máu tươi, thân thể không ngừng bay về phía sau, sống lưng cũng đâm vào trên vách tường, không ngừng run rẩy. Chết! Biết kích hoạt huyết mạch, có thời gian hạn định, Trương Cửu Tiêu không có chút chùn tay, lần nữa lao đến, đủ loại công kích nhao nhao hạ xuống. Đối phương muốn hắn chết, hắn cũng không khách khí như vậy. Thình thịch bành. Bức tường xuất hiện vết rách, đủ loại công kích toàn bộ đánh lên người đeo mặt nạ, đánh thân thể của hắn sắp nổ tung, thời điểm Trương Cửu Tiêu ý định nhất kích tất sát, trong cơ thể người đeo mặt nạ trước mắt đột nhiên sôi trào, lực lượng xông thẳng lên trời. Sau một khắc, Trương Cửu Tiêu liền cảm thấy thân thể bị một cỗ lực lượng cường đại cầm cố lại, không thể động đậy. Đây là, thực lực gì? Con người co rụt lại. Hắn đã đạt đến động hư cảnh sơ kỳ, bị cỗ lực lượng này giam cầm, vậy mà không có chút sức phản kháng, nói rõ chủ nhân thi triển ra lực lượng, ít nhất là thánh vực cửu trọng, thậm chí cao hơn, loại người này là tồn tại đỉnh phong nhất gia tộc, vì sao muốn che mặt giết mình? Dừng tay đi. Đang kỳ lạ, đối phương lên tiếng, ngay sau đó lực lượng trong cơ thể nhanh chóng kéo lên, thời gian nháy mắt, liền đạt đến cảnh giới hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Thanh âm này. Trương Cửu Tiêu vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy người mang mặt nạ trước mắt, trong nháy mắt nổ tung, lộ ra một mặt mũi quen thuộc. Đại trưởng lão, ngươi. Trương Cửu Tiêu ngốc tại chỗ. Làm sao cũng không có nghĩ đến, gia hỏa đối với hắn chiêu chiêu hạ tử thủ, hận không thể đưa vào chỗ chết, lại là đại trưởng lão. Huyết mạch của ngươi, so với ta còn muốn tinh thuần. Trương Cửu Tiêu, ngươi làm sao làm được? Đại trưởng lão nhìn lại. Vừa rồi. Ngươi là đang thử thăm dò ta. Thân thể cứng đờ, sống lưng Trương Cửu Tiêu toát ra mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới, đối phương che mặt ra tay, là ép hắn thi triển lực lượng huyết mạch, lão sư bảo hắn khiêm tốn, giấu giếm, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu. Liền bị phát hiện. Lão sư là thiên nhận danh sư, thời gian dài như vậy cũng không có người biết. So khiêm tốn, quả nhiên là chuyên nghiệp nhất, tới so sánh, kém thực sự quá xa. Chương 2782 Ta có lão sư, làm người khiêm tốn một. Thời điểm ngươi độ kiếp, ta đã nhìn ra, huyết mạch so với ta còn muốn tinh thuần, chỉ là khó tin, ý định tự tay thử một chút, không nghĩ tới quả thật như vậy. Cũng không giấu giếm, ánh mắt đại trưởng lão lấp lánh nhìn qua, tựa hồ chỉ cần đối phương nói dối, liền có thể nhìn rõ ràng. Ta điều tra qua tất cả tư liệu của ngươi, huyết mạch mỏng manh có thể bỏ qua không tính, vì sao đột nhiên trở nên tinh thuần như thế. Đây là hắn muốn biết nhất. Nhìn chung gia tộc vài vạn năm lịch sử, cũng không xuất hiện qua loại tình huống này. Ta, Trương Cửu Tiêu dừng lại một chút, nói ra lý do chuẩn bị trước. Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là tu luyện tới xuất khiếu cảnh đỉnh phong, đột nhiên khai khiếu, huyết mạch chi lực càng ngày càng hùng hậu. Dù thân là người Trương gia, nhưng quá mức bàng chi, lý giải huyết mạch khẳng định không bằng đại trưởng lão, tốn tâm tư suy nghĩ lý do, còn không bằng nói mình cũng không biết, cho đối phương đi suy đoán. Như vậy có vẻ càng thêm tiếp cận chân thực. Người ý tứ, huyết mạch ẩn núp, kèm theo tu luyện tới cảnh giới nhất định, đột nhiên mở ra. Đại trưởng lão nhíu mày. Loại tình huống này, thích hợp với thể chất đặc thù, không ít thể chất đặc thù, đều là vừa mới bắt đầu không lộ ra trước mắt người đời, tu luyện tới một cảnh giới nào đó, đột nhiên bạo phát, hiện ra lực lượng cùng thiên phú không giống bình thường. Cái này, có khả năng đi. Thấy hắn nghĩ ra một lý do. Trương Cửu Tiêu giả bộ không biết làm sao, nhẹ gật đầu. Không có khả năng. Đại trưởng lão lắc đầu. Trương gia huyết mạch, dính dáng thời gian chân dài, chỉ cần ẩn chứa, sẽ không có khả năng dò xét không ra, cho dù che giấu. Thời gian chân dài, dính dáng thiên đạo, vô cùng bá đạo, chỉ cần tồn tại, sẽ không đo không ra, giống như sao trong đêm tối, căn bản không che giấu được. Lại nói, loại huyết mạch đặc thù này, trước 20 tuổi không kích hoạt.
đằng sau còn muốn kích hoạt khả năng liền càng ngày càng nhỏ, đến lúc biến mất, vị trước mắt này đã sắp 30 tuổi, coi như gia tộc có rất nhiều thủ đoạn, muốn kích hoạt cũng khó khăn, làm sao có thể ngắn ngủi nửa ngày, liền từ xuất khiếu cảnh, xung kích đến động hư cảnh. Hơn nữa, huyết dịch trong cơ thể ngươi sáng tối chập chờn, rất rõ ràng đã trải qua huyết trì rèn luyện, ngươi chỉ là con cháu bảng chi, không có tư cách đi vào, ta cũng không tra được, ngươi có thủ lệnh ra vào huyết trì. Là như thế nào đi vào huyết trì rèn luyện, hơn nữa thực lực tăng nhiều. Lần nữa nhìn lại, khí tức của đại trưởng lão áp bức, cho người ta cảm giác hô hấp dồn dập. Vừa rồi đối chiến, hắn đã dò xét ra, huyết mạch trong cơ thể đối phương không chỉ tinh thuần, còn trải qua huyết trì rèn luyện. Huyết trì không có thủ lệnh, căn bản không tiến vào được, đối phương một cái bảng chi, đến cùng là làm sao đi vào, hơn nữa dưới tình huống không ai chỉ điểm, hấp thu chân giải, không tẩu hỏa nhập ma. Ta! Trên đầu đổ mồ hôi, Trương Cửu Tiêu nói không ra lời. Ánh mắt của vị đại trưởng lão trước mắt này, giống như có thể nhìn thấu vạn vật, tất cả che giấu cùng giấu giếm đều không thể nào ẩn trốn, coi như muốn nói dối, cũng nói không ra. Ta điều tra qua kỹ càng. Biểu hiện từ khi ngươi đi vào thánh tử sau điện đến bây giờ, dù tu vi gia tăng nhanh hơn một chút, nhưng vẫn đúng quy đúng củ, không khác thiên tài bình thường quá nhiều, biến hóa duy nhất là. Đêm qua, ngươi rời đi chỗ ở, sáng nay xuất hiện, không chỉ đột phá lĩnh vực cảnh, càng một đường hát vang, đạt tới cảnh giới bây giờ. Đại trưởng lão lần nữa nhìn tới, vẻ mặt thản nhiên. Ngươi cần nghĩ kỹ, nói thế nào, ta mới có thể tin tưởng, muốn ở trước mặt ta giấu giếm. Không chỉ ngươi làm không được, đương đại có thể làm được, không có mấy người. Trương Cửu Tiêu run lên. Chương 2783, ta có lão sư, làm người khiêm tốn hai. Danh sư nhãn lực vô song, có thể nhìn rõ mọi việc, muốn ở trước mặt loại người này giấu giếm, gần như không có khả năng, đặc biệt là vị trước mắt này, danh sư cửu tinh chân chính, đại lục cũng được cho đỉnh phong nhất, am hiểu nhất là nhìn thấu nhân tâm, muốn nói láo lừa qua, gần như không có khả năng. Lão sư đến cùng làm sao làm được? Trong lòng càng khẩn trương, kính nể lão sư càng ngày càng nhiều. Lão sư cùng nhau đi tới, thân phận thiên nhận danh sư chưa từng bị người nhìn thấu, đủ thấy giấu giếm cực sâu. Hắn chỉ muốn che giấu cái huyết mạch, không đến nửa ngày, liền bị lột sạch. Nói đi, ta muốn nghe lời nói thật, ta vì Trương gia, không nói cúc cung tận tụy, cũng tuyệt đối chết thì mới dừng. Chỉ cần ngươi nói ra, ta có thể bảo đảm, sẽ không truyền ra ngoài. Càng sẽ không truy xét. Thấy ý niệm hắn buông lỏng, đại trưởng lão nói tiếp. Được rồi. Trần chờ phút chốc, Trương Cửu Tiêu biết không ẩn giấu được, cắn răng. Nói thực cùng đại trưởng lão đi, sở dĩ ta có thành tựu hôm nay, có thể huyết mạch tấn cấp, thực lực nhanh chóng đột phá, chủ yếu bởi vì. Bái một lão sư tốt. Lão sư. Đại trưởng lão cau mày. Không sai, vị lão sư này của ta, học cứu thiên nhân, đương thời có 102. Thậm chí so với khổng sư năm đó, cũng không kém mảy may. Hắn dạy cho ta kỹ xảo chiến đấu, đồng thời tinh thuần huyết mạch, để cho ta một lần đột phá. Không có hắn, ta chỉ là người bình thường mà thôi. Nói ra, áp lực của Trương Cửu Tiêu tiêu hết, càng nói càng trôi chảy, ánh mắt lộ ra tôn sùng cùng bội phục, cũng càng lúc càng nồng nặc. Lão sư, có thể so với khổng sư. Đại trưởng lão lắc đầu. Thiên hạ không ai có thể so sánh được khổng sư. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Bất quá, trong mắt đối phương lộ ra tình cảm chân tâm thật ý, xem ra không có nói sai. Cũng đúng, nếu như không có lão sư, một bàng chi bình thường, làm sao có thể cùng cấp bậc, đánh hắn cũng không hề có lực hoàn thủ. Danh sư cửu tinh nổi danh ở trên đại lục, ta đều biết, không biết là vị cố nhân nào, có thể để cho ta nhìn một chút hay không. Dừng lại một chút, đại trưởng lão nói. Hắn thấy... Có thể để cho phát sinh biến hóa lớn như thế, vị lão sư này, cấp bậc thấp nhất, cũng đạt tới cửu tinh. Mà đại lục chân chính đạt tới danh sư cửu tinh đỉnh phong, hết thảy chỉ mấy cái, hắn coi như không nhận ra, nhất định cũng có thể gọi tên, đến cùng là ai, lặng yên không tiếng động làm những chuyện này, hắn cũng không có hiểu rõ tình hình chút nào. Lão sư làm người ôn hòa khiêm tốn, không hy vọng ta tiết lộ tên của hắn, mong đại trưởng lão thứ lỗi. Thân là học sinh. Không thể ngỗ nghịch ý nguyện của lão sư. Trương Cửu Tiêu ôm quyền. Điểm ấy thật không nói dối. Trương Huyền từ trước tới nay khiêm tốn, không nói ra tên của hắn, một là bảo vệ, thứ hai, cũng là ý tứ của hắn. Khiêm tốn. Đại trưởng lão so sánh tất cả danh sư cửu tinh một lần, không phát hiện phù hợp, nhịn không được lắc đầu. Nếu là sư mệnh,
tự nhiên không thể vi phạm. Bất quá, vị lão sư này của ngươi, có thể để ngươi thân là bàng chi, huyết mạch trở nên tinh thuần như thế, càng trong vòng một đêm thoát thai hoán cốt. Chỉ là năng lực dạy học, thì tuyệt đối được cho đỉnh phong. Để một bàng chi không đáng chú ý phát sinh loại biến hóa này, xem như hắn cũng làm không được, thậm chí vị dương sư kia cũng không hoàn thành được. Mà lão sư của Trương Cửu Tiêu làm được, đủ thấy năng lực mạnh mẽ. Đại sư ẩn ở thành thị, tuy dương sư mệnh danh một trong người mạnh nhất đương đại, nhưng đại trưởng lão biết, thật ra thì còn có một số cường giả chân chính, ẩn giấu ở trong đại lục, coi như danh sư đường cũng không có ghi chép. Chương 2784, để hắn thông gia một. Vâng, lão sư dạy học, trong lòng ta, tuyệt đối đương đại đệ nhất. Nghe đại trưởng lão tán thưởng, Trương Cửu Tiêu vội vàng gật đầu. Không nói cái khác, bảy vị sư huynh, sư tỷ hắn, mỗi một người trưởng thành, đều nhất định oanh động đại lục, hiển hách dương danh. Học sinh từng cái lợi hại như vậy, ở dạy học, ai có thể địch. Nghe lời này của hắn, đại trưởng lão còn tưởng rằng là học sinh tôn sùng lão sư phát ra từ nội tâm, cũng không phản bác, cười cười, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một lệnh bài đưa tới. Nếu ngươi không muốn nói ra lão sư là ai, ta cũng không hỏi tới, bất quá hắn thay Trương gia chúng ta bồi dưỡng ra thiên tài như ngươi, chính là đại ân nhân của Trương gia chúng ta. Đây là khách quý lệnh chí tôn của gia tộc, ngươi có thể đưa cho hắn, chỉ cần cầm lệnh bài trong tay, bất cứ lúc nào chỗ nào, người Trương gia gặp phải, đều sẽ dâng lên lễ tiết tôn quý nhất, không thể làm càn. Đa tạ đại trưởng lão. Thấy đối phương không hỏi tỉ mỉ, Trương Cửu Tiêu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhận lấy lệnh bài. Cái lệnh bài này dày nặng, mang theo khí tức xa xăm, vừa nhìn liền biết cực kỳ chân quý. Chí tôn khách quý lệnh, Trương gia chúng ta, từ trước tới nay, hết thảy chỉ đưa ra ba cái, hắn là lão sư của ngươi, đào tạo ngươi thành như vậy, đáng giá Trương gia dùng hết tất cả kết giao. Đại trưởng lão gật đầu. Độ tinh thuần huyết mạch của Trương Cửu Tiêu, đã gần bằng tiểu thiên tài lúc trước, có một người như vậy, Trương gia nhất định lần nữa đi đến huy hoàng, thậm chí. Sự kiện kia cũng thuận lợi giải quyết, không cần tiếp tục sầu muộn. Chỉ bằng vào điểm này, vị lão sư kia cống hiến lớn, đã đáng giá làm cho cả gia tộc đội ơn. Đừng nói một khách quý lệnh, coi như nói yêu cầu quá phận gì, chỉ cần Trương gia có thể làm được, thì tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Vâng, Trương Cửu Tiêu gật đầu. Quả thực, lão sư thân là thiên nhận danh sư, về sau nhất định là nhân vật đứng ở đỉnh phong nhất, loại người này, bất kể kết giao như thế nào cũng không quá đáng. Nếu lão sư ngươi không cho nói nhiều, liền không cần tiếp tục hỏi thăm, nhưng có một việc, ngươi cần cẩn thận trả lời. Khoát tay áo, đại trưởng lão không tiếp tục xoắn suýt chuyện này nữa, mà nhìn qua. Tối hôm qua, ngươi cùng Thánh Tử Điện Trương Huyền rời đi, hiện tại có biết hắn ở đâu không? Vị Trương Huyền này là Phá Hư Vương, nhất định phải cẩn thận, hơi không cẩn thận, ngay cả gia tộc bị hủy cũng không biết hủy khi nào, nhất định phải làm rõ đi nơi nào, có chỗ đề phòng. Còn liên hệ Trương Huyền cùng lão sư của đối phương với nhau, thì không hề nghĩ ngợi qua. Ở trong mắt hắn, vị Trương Huyền này, bất quá là người trẻ tuổi có chút thiên phú mà thôi, làm sao có thể làm ra sự tình ngay cả hắn cũng hoàn thành không được. Huống chi tuyệt đỉnh thiên tài như Trương Cửu Tiêu, tổng không đến mức nhận một người so với mình còn nhỏ hơn làm lão sư đi. Lão, Trương sư là bạn của ta, hôm qua ta hỏi thăm một số chuyện, đi nơi nào, cũng không hiểu rõ tình hình. Dừng lại một chút. Trương Cửu Tiêu nói. Không biết. Đại trưởng lão còn muốn nói chuyện, cổ tay khẽ đảo, một ngọc bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay, cúi đầu nhìn một cái, lại không tiếp tục hỏi thăm, mà nói. Ngươi vừa mới vượt qua lôi kiếp, lại vận dụng lực lượng huyết mạch, thân thể hết sức yếu ớt, ngay ở chỗ này tu dưỡng, ta còn có chút việc hiện tại đi làm, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nói xong, lấy ra một viên đan dược đưa tới. Đây là đặc biệt nhằm vào tộc nhân luyện chế. Sau khi dùng, có thể khôi phục di chứng kích hoạt huyết mạch nhanh hơn, tình huống bình thường, vận dụng lực lượng huyết mạch, một tháng mới có thể tiếp tục tu luyện cùng chiến đấu, dùng loại thuốc này, 10 ngày liền có thể triệt để khôi phục. Đương nhiên, huyết mạch của ngươi càng thêm tinh thuần, 3 ngày hẳn đã có thể bình thường. Trương gia huyết mạch, giống như Lạc gia huyết mạch, một khi kích hoạt, cần tĩnh dưỡng một tháng. Bất quá nhằm vào loại tình huống này, các đời cao thủ trong tộc không biết nghiên cứu bao lâu. Mới phối chế ra loại đan dược này, có thể để người ta nhanh khôi phục, hơn nữa huyết mạch càng tinh khiết khôi phục càng nhanh. Chỉ là thứ này quá mức chân quý, con cháu hạch tâm, cho dù là Trương Thuần cũng không có tư cách dùng, chỉ lưu truyền ở trong thế hệ trước. Đối phương nói chuyện,
Lúc này Trương Cửu Tiêu mới cảm thấy toàn thân mỏi mệt, một chút lực lượng cũng không có, vội vàng há miệng nuốt viên thuốc xuống. Dược vật vừa tiến vào trong cơ thể, liền có một đạo nhiệt lưu mạnh mẽ qua lại dạo chơi, ngay sau đó lực lượng tiêu hao phục hồi từ từ, khí tức cả người càng ngày càng mạnh. Chương 2785, để hắn thông ra 2. Thuốc tốt, biết thật là linh đan diệu dược, Trương Cửu Tiêu không nói thêm lời, vội vàng khôi phục thân thể tổn thương cùng huyết mạch bị hao tổn. Thấy hắn khôi phục nhanh như vậy, đại trưởng lão thỏa mãn nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện, xoay người đi ra khỏi phòng, thời gian không dài, thấy Trương Vô Trần bay tới, vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Trương Huyền trở lại chỗ ở. Vâng, Trương Vô Trần gật đầu, sau đó nhìn qua. Trương Cửu Tiêu có nói, đến cùng chuyện gì xảy ra hay không? Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là bái một vị cao nhân. Đại trưởng lão nói, cao nhân, người này không biết dùng thủ đoạn gì, thế mà thay đổi độ tinh thuần huyết mạch của hắn, ta nghi ngờ. Trong tộc chúng ta xuất hiện nội gián. Đại trưởng lão hừ một tiếng, dẫn hắn đi vào huyết trì, thần không biết quỷ không hay, càng làm cho huyết mạch hắn tấn cấp. Trừ trong tộc, thực sự nghĩ không ra người ngoài ai có thể làm được. Trương Cửu Tiêu này, hôm qua cũng không rời khỏi gia tộc, nói rõ vị lão sư kia của hắn ngay ở trong tộc. Tước đoạt huyết mạch, chuyển di chiết cành, toàn cả gia tộc, chỉ có mấy người biết. Người nghi ngờ là mấy người bọn hắn. Tam trưởng lão giật mình. Chuyện này truyền thừa vài vạn năm, người học qua không ít, có tiết ra ngoài hay không, ta cũng không dám xác định, bất quá cho Trương Cửu Tiêu chí tôn khách quý lệnh của gia tộc. Trong đó lặng lẽ ẩn giấu một đạo ý niệm, chỉ cần đưa thứ này ra ngoài, người lạ tiếp nhận, thì nhất định có chỗ phát giác. Đại trưởng lão phất tay. Như vậy Trương Cửu Tiêu xử lý như thế nào? Tam trưởng lão nhìn qua. Huyết mạch của hắn, ta đo lường qua, là Trương gia huyết thống tinh thuần, không có bất kỳ đặc thù gì, mặc kệ huyết mạch làm sao nhận được, cũng xem như thiên tài đứng đầu nhất trong tộc. Về sau, tất cả tài nguyên toàn bộ khuynh hướng. Tranh thủ để hắn ở trước năm đạt tới thánh vực cửu trọng, thậm chí cao hơn. Sau đó, thông ra. Đại trưởng lão nói. Thực lực của hắn bây giờ, so với thế hệ trẻ tuổi trong tộc, cũng không có người có thể thắng được, để hắn thông ra, quả thực là lựa chọn tốt nhất. Trương Vô Trần nhẹ gật đầu, nói tiếp. Như vậy vị Trương Huyền kia làm sao bây giờ? Người này có lẽ cùng Trương Cửu Tiêu chỉ là quen biết, không có quá nhiều đặc thù, mang ta đi nhìn một chút. Nếu như về sau có thể hiệu chung Trương gia, cùng Cửu Tiêu hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt đối tăng thêm một giúp đỡ lớn, làm không được. Liền để hắn rời khỏi, không thể tiếp tục làm mưa làm gió. Đại trưởng lão hừ lạnh. Nếu không, cho dù là học sinh của Dương Huyền, ta cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Chương 2786, Trương Huyền cá cược 1. Không biết đã bị người theo dõi, Trương Huyền biến trở về dung mạo của mình, trở lại chỗ ở. Tuy đi ra thời gian không dài, chỉ có một đêm và nửa buổi, nhưng sợ Trương Cửu Tiêu ở trên việc tu luyện xảy ra vấn đề, tinh thần tập trung cao độ, cả người đều có vẻ hơi mệt mỏi. Trương Sư, thiên tài am hiểu kiếm pháp của Trương gia, đã đợi chờ một lúc. Vừa đi vào phòng, Kiếm Tần Sinh tới đón. Đã tới. Trương Huyền gật đầu. Trương gia gia tộc thi đấu, kèm theo Trương Cửu Tiêu lăng không xuất thế, tiếp tục tỉ thí nữa đã không còn ý nghĩa, nếu như các khách nhân đã đến. Tự nhiên phải tiến hành một hạng mục cần thiết. Đi theo sau lưng Kiếm Tần Sinh vào gian phòng, ngay sau đó nhìn thấy ba thanh niên đứng ở trong đó, từng cái sống lưng thẳng đứng, khí tức trên người sôi trào, tựa như ba thanh trường kiếm, đứng sừng sững ở cách đó không xa, bất cứ lúc nào cũng sẽ cắt chém vạn vật. Ngươi chính là Trương Huyền, ngươi tới khiêu chiến kiếm pháp Trương gia. Thấy hắn đi tới, thanh niên đi đầu nhìn qua, vị này hơi có vẻ gầy yếu, khóe miệng có nốt ruồi son, có chút dữ tợn. Không sai. Lười nhác nói nhiều, Trương Huyền ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn qua, vừa quan sát vừa khôi phục nguyên khí. Tại hạ Trương Húc, bọn họ là Trương Ngân, Trương Khâm, ba người chúng ta học qua kiếm pháp mấy năm, muốn cùng ngươi công bằng luận bàn. Thanh niên Trương Húc nói. Tốt. Trương Huyền gật đầu đáp ứng, ngẩng đầu nhìn tới. Các ngươi là từng cái lên, hay cùng một chỗ? Đồng ý Kiếm Tần Sinh tới đây, chưa tìm Trương gia phiền phức. Cũng muốn xem kiếm thuật của bọn hắn đến cùng đạt đến cảnh giới gì, cái gọi là tốc độ chân giải, lại có chỗ bí ẩn gì. Ngạo mạn. Không nghĩ tới tên này vừa đến chỉ nhìn lướt qua bọn họ, liền trực tiếp ngồi không nói, còn tuyên bố để mọi người cùng lên, ba người đều không vui. Ngươi là thân truyền của Dương Sư,
càng nhận được lưu thủy kiếm quyết truyền thừa, kiếm pháp hẳn là sẽ không quá yếu, Trương Khâm ta khiêu chiến ngươi. Cũng nhịn không được nữa, Trương Khâm tiến về phía trước một bước, trường kiếm trong tay run lên, phát ra thanh âm nghẹn ngào. Bất quá, ở trước khi tỉ thí, có dám cùng ta đánh cược không? Đánh cược, không biết cá cược vì sao? Trương Huyền nhìn qua. Sự tích của ngươi, ta biết một chút, vừa đến Trương gia liền trắng trợn phá hư, gia tộc thủ hộ đại trận, phòng khách cũng bị ngươi làm cho hoàn toàn thay đổi. Tuy đám người đại trưởng lão khoan dung, không so đo, nhưng chúng ta thân là con cháu Trương gia, quyết không cho phép có người ở đây làm loạn. Rất đơn giản, lấy kiếm pháp Trương gia so với ngươi, ngươi thua, thề cả đời hiệu lực Trương gia, không thể phản bội. Thắng, tính mạng của chúng ta, tùy ngươi xử lý. Sự tình phá hư gia tộc, cũng có thể xóa bỏ. Lông mày nâng lên, Trương Khâm nói. Hiệu chung Trương gia. Trương Huyền cười nhạo. Đối phương mới mở miệng, hắn liền hiểu được, cái gọi là khiêu chiến, chỉ là lấy cớ, mục đích là muốn hắn lưu lại, hiệu chung cho Trương gia. Nếu không, ba con cháu hạch tâm nho nhỏ, làm sao có tư cách quyết định chuyện lớn như vậy? Thế nào, không dám đồng ý? Trương Khâm cười lạnh, lộ ra đùa cợt. Không có gì không dám đồng ý, chỉ là tính mạng của các ngươi đối với ta không có tác dụng gì, nếu như các ngươi thua, ta có hai yêu cầu. Nhàn nhạt nhìn qua, Trương Huyền nói. Mời nói. Trương Húc nhíu mày nói. Trong ba người, lấy hắn cầm đầu. Thứ nhất, ta muốn nhìn bí tịch kiếm pháp của Trương gia các ngươi. Mí Trương Huyền nói. Kiếm pháp Trương gia, là tiên tổ sáng tạo, không phải Trương gia huyết mạch không thể học tập cùng tu luyện, ngươi muốn nhìn, cũng không có gì. Có điều có thể lĩnh ngộ hay không, liền nhìn thiên phú. Điểm ấy, ta có thể đồng ý. Trương Húc gật đầu. Kiếm pháp Trương gia, không có huyết mạch, muốn luyện thành, gần như không có khả năng, coi như cho đối phương nhìn, cũng nhất định nhìn không ra cái gì, không cần thiết xoắn suýt. Sảng khoái. Trương Huyền gật đầu. Thứ hai, ta muốn gia chủ các ngươi Hưng Kiếm Thánh, đè thấp tu vi so kiếm với ta. Nếu tới đây, vị tiểu thiên tài kia không có mặt. Liền khiêu chiến Hưng Kiếm Thánh, thay Kiếm Tần Sinh chút giận. Tuy không biết vị Hưng Kiếm Thánh này kiếm pháp đến cùng ra sao, nhưng chỉ cần hắn xem xong Trương gia bí tịch, nắm giữ ba loại kiếm ý, cùng cấp bậc không tin có thể có người vượt qua. Chương 2787, Trương Huyền cá cược 2. Tỉ thí với gia chủ. Nghe được yêu cầu thứ hai của hắn, ba người liếc mắt nhìn nhau, mỗi người cau mày. Bọn họ chỉ là con cháu trong tộc, không cách nào làm chủ thay tộc trưởng. Nếu như không làm chủ được, có thể đi thỉnh giáo người bảo các ngươi tới tỉ thí, đáp ứng, ta liền đồng ý các ngươi với cá cược, nếu không, sự tình cá cược coi như thôi. Trương Huyền xua tay. Tốt, Trương sư chờ ở đây, chúng ta đi hỏi thăm. Thấy hắn nói kiên định như vậy, Trương Húc biết nói nhiều không ích gì, liếc mắt nhìn nhau, xoay người ra khỏi phòng, vừa đến bên ngoài, lập tức lấy ra ngọc bài đưa tin truyền âm. Trương sư, ngàn vạn lần không thể đồng ý. Thấy bọn họ rời phòng, Kiếm Tần Sinh nhìn lại, lo lắng truyền âm. Ngươi không phải muốn ta tới tỉ thí kiếm pháp ư? Sao hiện tại không cho? Trương Huyền cười một tiếng. Trong lời nói của bọn họ có vấn đề, bọn họ nói là kiếm pháp Trương gia vượt qua ngươi, mà không phải là cá nhân vượt qua ngươi. Nếu như đại trưởng lão tự mình ra tay, lấy kiếm pháp Trương gia vượt qua, ngươi chẳng phải là thua. Kiếm Tần Sinh vội nói. Vừa rồi Trương Khâm nói, thoạt nhìn lỗ mãng. Trên thực tế trong lời nói mang theo bẫy dập. Hắn nói là, lấy kiếm pháp Trương gia so với ngươi, ngươi thua, thề cả đời hiệu lực Trương gia, không thể phản bội. Cũng không nói rõ, đến cùng ai sử dụng kiếm pháp Trương gia, bọn họ thua, chỉ đại biểu cá nhân, hoàn toàn có thể để cho người mạnh hơn tới, chỉ cần kiếm pháp Trương gia chiến thắng, liền đại biểu thắng. Rõ ràng không công bằng. Không sao, ta chỉ sợ bọn họ không đến. Khóe miệng Trương Huyền nâng lên. Kiếm Tần Sinh có thể nghe ra, hắn làm sao nghe không hiểu, sở dĩ không nói ra, là muốn nhìn xem kiếm pháp Trương gia, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hơn nữa, đã xuất thủ, vậy liền đánh tới bọn họ sợ hãi mới thôi. Hắn bên này cùng Kiếm Tần Sinh truyền âm đối thoại, bên kia Trương Vô Trần cũng nhận được tin tức. Cùng gia chủ tỉ thí, hắn thật cảm thấy có thể vượt qua đám người Trương Húc. Trương Vô Trần lắc đầu. Mặc kệ có thể thắng hay không, liên lụy đến gia chủ. Chúng ta không thể vượt mặt làm thay, hiện tại ta liền đưa tin cho hắn, có đáp ứng cùng tiểu bối tỉ thí hay không, do hắn quyết định. Nhìn rõ ràng nội dung truyền tin, đại trưởng lão nói. Mặc dù hắn là đại trưởng lão,
nhưng tộc trưởng có ra tay hay không, cũng không phải hắn có thể quyết sách. Tốt, tộc trưởng mới đi không đến 2 ngày, hẳn là sẽ không cách quá xa, đưa tin mà nói, hẳn có thể nhẹ nhõm thu được. Trương Vô Trần nhẹ gật đầu, lấy ra một ngọc bài đưa tin, ngón tay điểm một chút, một tin tức truyền đi. Cách Trương gia không biết bao xa, một thánh thú phi hành cấp tốc phi hành, trên lưng đứng một trung niên giống như cảm ứng được cái gì, lấy ngọc bài ra. Làm sao vậy? Bên cạnh, một vị mỹ phụ nhìn tới hỏi. Không có gì, tam trưởng lão đưa tin cho ta, nói lần này kiếm tần sinh mang tới thiên tài kiếm pháp, nếu như có thể thắng đám người Trương Húc, muốn ta đè thấp tu vi tới giao đấu. Trung niên nhân cười lắc đầu. Trương Húc nhận được người ta thân truyền, cùng cấp bậc so kiếm muốn vượt qua. Đương đại cũng không có mấy người. Mỉm cười, mỹ phụ lắc đầu. Có thể thắng bọn hắn hay không còn không biết, thế mà còn muốn khiêu chiến người cùng cấp bậc. Thiên tài kiếm tần sinh mang tới, khẩu khí thật lớn. Ha ha, người trẻ tuổi có chút chí khí là tốt. Cười ha ha một tiếng, trung niên nhân đối với chuyện vãn bối muốn khiêu chiến hắn, cũng không thèm để ý. Bất quá, kiếm tần sinh không phải hạng người lỗ mãng, có thể để cho vị thiên tài này nói ra lời ấy, nhất định có chỗ dựa, đúng rồi. Người hỏi một chút, thiên tài kiếm đạo kia tên gọi là gì? Ở trên đại lục phàm là người trẻ tuổi dùng kiếm lợi hại, người ta hẳn đều biết một chút, lúc nào tìm được một cái như vậy, tự tin như vậy, cũng dám khiêu chiến ngươi. Mỹ phụ nhìn qua, ta hỏi một chút, nhẹ gật đầu, tiếp tục đưa tin trở về, một lát sau, ngọc phù lắc lư, một cái tên hiện lên, nhìn thấy cái tên này, thân thể trung niên nhân cứng đờ. Làm sao vậy? Mỹ phụ nghi ngờ, ít hầu của trung niên phát khô. Tam trưởng lão nói, người khiêu chiến kia gọi, Trương Huyền. Chương 2788, cái kế tiếp 1. Trương Huyền. Mỹ phụ cũng sững sờ, thân thể mềm mại cứng đờ. Hồ Nhất Phi nói vị, Trương Huyền kia, kiếm tần sinh từ thánh tử điện đến, người hắn mang, đương nhiên là vị kia, chúng ta lại bỏ lỡ. Trung niên nhân cười khổ. Bọn họ không để ý thái độ trưởng lão trong tộc, trực tiếp đi thánh tử điện, chính là vì tìm kiếm Trương Huyền, muốn nhìn xem, có phải là người bọn hắn tìm 20 năm kia hay không. Không nghĩ tới người này đã đến gia tộc bọn họ, trước đó nếu không đi ra ngoài, hiện tại có lẽ đã gặp. Mấu chốt nhất là, thời điểm trên đường, bọn họ còn gặp qua một lần, nhưng vận mệnh trêu người, cứ như thế bỏ lỡ. Sớm biết như vậy, nhìn thấy thánh thú của kiếm tần sinh liền chào hỏi. Hắn đã ở Trương gia, vậy thì nhanh trở về, hiện tại cũng không tính quá muộn. Mỹ phụ vội vàng mở miệng. May mắn trước thời hạn biết, nếu không chạy đến thánh tử điện không có ai, muốn khóc cũng không kịp. Phần phật, thánh thú nghe được lời nói, vội vàng quay ngược lại, thẳng tắp bay đi. Hỏi mau, vị Trương Huyền này, đến cùng là dạng người gì, lớn lên bộ dáng nào, tính tình ra sao? Thấy tốc độ của thánh thú cực nhanh, Mỹ phụ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn trung niên, trong mắt có chút lo lắng cùng bất an. Biết vợ lo lắng cái gì, trung niên nhân nắm chặt bàn tay của nàng. Yên tâm đi, Hồ Nhất Phi đã xác nhận, lại ở cổ địa, sẽ không sai được. Thân thể Mỹ phụ lung lay. Ta vẫn lo lắng. Đã tìm nhiều năm như vậy, thất bại nhiều lần như vậy. Coi như không phải hắn, cũng cùng hài tử của chúng ta có quan hệ cực kỳ lớn. Trung niên gật đầu. Nếu không, không di truyền thiên phú của ta, làm sao có thể ưu tú như vậy, tuổi còn trẻ liền nắm giữ năng lực ngay cả Hồ Nhất Phi cũng khiếp sợ không thôi. Phốc xích. Nghe được hắn nói, vẻ mặt của Mỹ phụ nguyên bản có chút lo lắng liền cười ra tiếng, vỗ ngực đối phương nói. Bớt tự luyến đi. Hô. Ngọc bài đưa tin nhấp nháy, một tin tức truyền tới, ngón tay của trung niên nhân nhẹ nhàng điểm một cái. Ngay sau đó hai người trên lưng thú liền thấy một đoạn hình ảnh chậm rãi phát ra. Một thanh niên, một mình xông vào hộ tông đại trận của gia tộc, ngay sau đó long linh thần phục, hổ linh sụp đổ, vô số kiến trúc biến thành bụi bặm. Thanh niên từ từ đi qua, một bộ ngạo nghễ xuất hiện ở trước mặt. Nhất định là hắn. Nhìn rõ ràng dung mạo của đối phương, thân thể mềm mại của Mỹ phụ lắc lư, vội vàng che miệng, dường như cảm xúc có chút không khống chế được. Dung mạo của hắn. Dường như không giống ngươi, ta. Trung niên nhíu nhíu mày. Dung mạo của hắn không giống chúng ta, nhưng con mắt cùng khi còn bé giống nhau như đúc, ta chắc chắn sẽ không nhận sai. Mỹ phụ siết chặt nắm đấm. 20 năm qua, trăm ngàn lần trong mơ gặp lại, tuy chưa hề biết bộ dáng sau khi lớn lên, nhưng nàng có thể khẳng định, vị này tuyệt đối là con của nàng, không sai được.
Dù trưởng thành dung mạo biến hóa lại lớn, lần đầu tiên nhìn thấy, ở sâu trong nội tâm mang tới lực trùng kích, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Đó là một loại tình thân, một loại máu mủ tình thâm. Nhưng, tam trưởng lão nói, chuyên môn đi huyết chỉ đo lường, không chỉ huyết mạch không có quan hệ tới Trương gia, linh hồn cũng không có bất kỳ liên lụy, đã xác định, cùng hắn không có dây dưa gì. Trung niên tương đối lý tính, nói tiếp. Huyết chỉ. Chương 2789, cái kế tiếp 2. Mỹ phụ cười lạnh. Bọn họ còn có mặt mũi nói huyết chỉ. Chuyện năm đó, người cũng không phải không biết, bọn họ đối đãi hài tử của ta như thế nào. Coi như sống sót, cũng không có một chút huyết mạch của Trương gia, cùng Trương gia các ngươi không có bất kỳ liên quan gì, nhưng trong cơ thể hắn có huyết mạch của ta có thể cảm ứng được, chính là nhi tử của ta, tuyệt sẽ không sai. Nếu ngươi xác nhận, vậy liền không sai được, bất quá Trương Huyền này, hình như không yên phận, đến Trương gia không tới một ngày, liền huyên náo vô số kiến trúc sụp đổ, gà bay chó chạy. Thấy vợ xác nhận, trung niên không nói thêm lời, tiếp tục xuống nhìn một cái, lắc đầu. Đại trưởng lão đã quyết định, để đám người Trương Húc giáo huấn hắn một trận, để hắn biết Trương gia lợi hại. Trương gia lợi hại, lá gan của Trương Vô Ngân đủ lớn nha. Dám đả thương một cọng tóc gáy của nhi tử ta, trở về không phá tổ miếu của Trương gia các ngươi tan nát, ta liền không gọi Vương Mộng Á. Mỹ phụ không còn bộ dáng bi thương trước đó, híp mắt lại, một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể bạo phát. Thánh thú phi hành cảm nhận được cỗ lực lượng này, dọa đến cổ co rụt lại. Từ không trung rơi xuống mấy trăm mét, suýt chút nữa ngã cắm đầu. Đi thôi, chỉ có thấy tận mắt mới biết được, vị Trương Huyền này, phải hay không, hiện tại chúng ta xoắn suýt cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trung niên khoát tay áo, không nói thêm lời, mệnh lệnh thánh thú nhanh chóng tiến lên, tăng thêm tốc độ bay trở về Trương gia. Gia chủ đã đồng ý, chỉ cần ngươi có thể thắng được chúng ta, sẽ giao đấu với ngươi. Đám người Trương Húc lần nữa đi đến. Đồng ý là tốt rồi. Khóe miệng nâng lên, mỉm cười, Trương Huyền đứng dậy, đi tới giữa phòng, vẫy tay một cái. Các ngươi ai lên trước? Ta tới. Trương Khâm quát to một tiếng, nhảy ra ngoài, bàn tay run lên, trường kiếm giống như tác phẩm hội họa, thẳng tắp đâm lên không, lưu lại một dấu vết trắng tinh. Kiếm khí phá không? Tuy không có động thủ, nhưng chỉ cái này, kiếm tần sinh biết các đệ tử của hắn, không một ai có thể bằng. Hiện tại tu vi của ta áp chế đến cấp bậc tương đồng. Dường như biết vị trước mắt này không dễ dàng đối phó, Trương Khâm hít sâu một hơi, lực lượng trong cơ thể chậm rãi biến mất, rất nhanh áp chế đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong, tương đương Trương Huyền. Xuất kiếm đi. Áp chế tu vi xong, trường kiếm của Trương Khâm lăng không chĩa sang. Đối phó ngươi, còn cần không kiếm, hai ngón tay là đủ. Cười nhạt một tiếng, ngón trỏ ngón giữa của Trương Huyền chập lại. Một đạo chân khí từ ngón tay bắn ra, qua lại chảy xuôi, vừa vặn dài ba thước, như một thanh trường kiếm. Bản thân tự tìm cái chết. Thấy hắn bất cẩn như thế, Trương Khâm cũng không nhiều lời, lông mày nâng lên, trường kiếm rung ra kiếm hoa, thẳng tắp đâm tới. Thời gian giống như trong nháy mắt ngưng kết, kiếm mang cùng thân ảnh của hắn giống như biến mất, bất kể mắt thường hay thần thức, đều tìm kiếm không ra. Trương sư cẩn thận. Thấy cảnh này. Biết vị trước mắt này vừa ra tay, liền thi triển tốc độ chân giải mạnh nhất, kiếm tần sinh nhịn không được hô khẽ. Trước kia rất nhiều học sinh của hắn, đều thua ở một chiêu này, coi như bọn họ lĩnh ngộ là phòng ngự chân giải cũng chưa kịp thi triển, liền thua. Lần này đối phương vừa ra tay liền là tuyệt chiêu mạnh nhất, Trương sư sẽ không ở dưới không chút đề phòng, bị trực tiếp kích thương chứ. Thật muốn như vậy liền phiền toái. Bành! Đang lo lắng, liền nghe một tiếng vang. Sau đó nhìn thấy Trương Khâm biến mất bay ra ngoài, đầu cắm ở trên vách tường cách đó không xa, Trương Huyền thì giống như không nhúc nhích, chân khí ở đầu ngón tay vẫn sáng tối chập chờn, biểu lộ trên mặt sóng nước không sợ hãi. So với dự đoán còn muốn đơn giản, cái kế tiếp. Chương 2790, Kiếm Pháp Trương gia 1. Ngươi, nhìn thấy Trương Khâm đầu cắm ngược, đã ngất đi, biểu lộ của đám người Trương Húc cứng đờ, tất cả đều nói không nên lời. Vốn bọn họ cảm thấy vị thiên tài này, kiếm pháp coi như cao minh, cũng sẽ không mạnh mẽ quá nhiều, nằm mơ đều không có nghĩ đến, Trương Khâm thi triển ra toàn lực ngay cả một chiêu cũng không chống nổi, thậm chí đối phương ngay cả kiếm khí ở đầu ngón tay cũng không có sử dụng, một chân đạp tới. Liền kết thúc. Ta tới đi. Thở ra một hơi, Trương Húc đi ra phía trước. Thực lực của Trương Khâm, hắn biết rất rõ ràng, coi như lý giải trên kiếm đạo không bằng hắn,
cũng được coi như được cường giả số một, đối phương ngay cả ra kiếm cũng không cần, liền đánh bại, Trương Ngân tiến lên, không cần phải nói, khẳng định cũng không phải đối thủ. Để ta tới, coi như không thắng, cũng có thể ép hắn sử dụng ra kiếm pháp, phần thắng của ngươi sẽ tăng thêm không ít. Trương Ngân che ở trước mặt. Cùng lên đi. Thấy hai người khiêm nhường, Trương Huyền không quan trọng. Ta không có thời gian, hiện tại có chút suy yếu, còn cần tu luyện. Nói xong huyệt đạo mở ra, không ngừng hấp thu linh khí trong không khí. Hừ, nếu ngươi yêu cầu, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thấy cái tên này bỏ qua bọn họ như vậy, đám người Trương Húc cũng không vì mặt mũi mà lựa chọn cự tuyệt, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đi tới. Nhìn chiêu số vừa rồi của ngươi, chúng ta đơn đả độc đấu, quả thực khó mà vượt qua, hiện tại liên thủ, thi triển vẫn như cũ là kiếm pháp hợp kích của Trương gia, không tính trái lệ. Đứng vào vị trí, hai tay Trương Húc ôm quyền hành lễ. Bắt đầu đi. Biết Trương gia nhất quán cho vô sỉ thêm lý do, nên lười nói nhiều, kiếm khí ở đầu ngón tay vẽ lên không trung một dấu vết, nhẹ nhàng run lên, đi vào vòng chiến. Liếc mắt nhìn nhau, lực lượng trong cơ thể Trương Húc, Trương Ngân trong nháy mắt áp chế đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong, trường kiếm đồng thời phát ra thanh âm nghẹn ngào, từ hai bên trái phải đâm tới. Kiếm pháp của bọn hắn, thoạt nhìn không nhanh, nhưng tất cả đều công kích ở nơi hiểm yếu của Trương Huyền, bất kể động như thế nào, cũng nhắm thẳng vào thiếu hụt, khó lòng phòng bị. Đây là Hưng Mộng kiếm pháp. Toàn thân kiếm tần sinh chấn động. Hai vợ chồng Hưng, Mộng, kiếm pháp ảo diệu, phối hợp lẫn nhau, ngay cả Dương Sư cũng khen không dứt miệng, đủ thấy mạnh mẽ. Hiện tại hai người Trương Húc, Trương Ngân thi triển, chính là kiếm chiêu hai người sáng lập ra, hai hai phối hợp, mặc dù không có để tốc độ kiếm trở nên càng nhanh, uy lực nhưng càng lớn, cũng càng thêm đáng sợ. Không nói cái khác, liền xem như hắn, cùng cấp bậc gặp phải, cũng chỉ có một con đường tại chỗ nhận thua có thể đi. Hưng Mộng kiếm pháp, lấy xưng hào của hai người mệnh danh, thi triển ra, để cho người ta trải qua lịch sử hưng suy, tựa như ảo mộng, không chỉ lực công kích mạnh, càng quan trọng hơn là đối với nguyên thần cũng có ảnh hưởng cực lớn, thực lực hơi yếu, căn bản không có khả năng chống lại. Kiếm pháp không tệ, không giống kiếm tần sinh chấn kinh, Trương Huyền cũng âm thầm gật đầu. Hai người thi triển ra kiếm pháp hợp kích, lập tức để hắn sinh ra một loại ảo giác trải qua vương triều hưng suy. Đủ loại vương quyền phú quý, như mộng như ảo, để cho người ta không kịp nhìn, lại cho người ta một loại cảm giác cuộc đời phù du. Đổi lại những người khác, gặp phải loại tình huống này, coi như tâm trí lại kiên định, khẳng định cũng sẽ nhận ảnh hưởng, Trương Huyền khác biệt, thiên đạo chân khí lưu truyền, tâm ma cũng không làm gì được, loại nguyên thần công kích cấp bậc này, căn bản không tính là cái gì. Thậm chí hoàn toàn tỉnh táo, ở trong vương triều hưng suy, giống như một quần chúng lịch sử, trường kiếm cắt ra vô số vương triều. Phốc, phốc, máu tươi dâng trào, khuôn mặt của Trương Húc, Trương Ngân đồng thời trắng bệch, trường kiếm chẳng biết lúc nào đã rời tay, đóng ở trên vách tường, không ngừng lắc lư. Hai người liên thủ, dù kiếm pháp cao minh, nhưng ở trước mặt Trương Huyền vẫn quá yếu, nhẹ nhõm phá hết ý cảnh của bọn họ, để bọn hắn nhận lấy trọng thương. Chương 2791, kiếm pháp Trương gia 2. Chúng ta, thua, lui về phía sau mấy bước, biết liên thủ cũng không chống lại được. Đơn đả độc đấu, càng không có lực lượng gì, mặt mũi Trương Húc chán nản. Vốn cho rằng lĩnh ngộ tốc độ chân giải, càng nhận được gia chủ truyền thừa, thế hệ trẻ tuổi, kiếm pháp cùng cấp bậc không người có thể thắng được, không nghĩ tới ở trước mặt đối phương, thực quá buồn cười. Đối phương lý giải kiếm pháp, rõ ràng đã vượt qua bọn họ quá nhiều, không thể so sánh nổi. Các ngươi đã thua, hy vọng có thể thực hiện cá cược thứ nhất, mang ta đi nhìn bí tịch kiếm pháp của các ngươi. Trương Huyền nói. Tuy hai bên giao thủ, hắn đã hiểu cái gọi là tốc độ chân giải, nhưng muốn học tập, còn cần bản thân quan sát thư tịch, ngưng tụ thiên đạo công pháp. Dẫn người đi nhìn bí tịch cũng không tính là gì, có điều có thời gian hạn chế, nhiều nhất một canh giờ. Trương Húc nói, Trương gia bí tịch, mặc dù không có lực lượng huyết mạch, gần như không có khả năng học thành, nhưng cũng không thể mặc cho người ngoài tùy ý đọc thuộc lòng, trước đó đồng ý cho nhìn, trong lòng đã thiết chí cửa ải. Một canh giờ. Thời gian ngắn như vậy, kiếm pháp cao thâm như vậy, nhìn cũng nhìn không hiểu, nhớ, căn bản không có khả năng. Đầy đủ. Biết ý tứ của đối phương, Trương Huyền lười nhác nói nhiều. Đối với hắn mà nói, đọc sách, quét mắt một vòng mà thôi, chỉ cần để cho hắn nhìn thấy, có bao nhiêu, liền có thể lấy đi bao nhiêu. Mời tới bên này. Thấy đối phương đồng ý,
đám người Trương Húc có chơi có chịu, lập tức ở phía trước dẫn đường, chẳng mấy chốc, đi tới một đại điện rộng rãi, trong đó giống như gian phòng của Kiếm Tần Sinh, ở chính giữa là chữ kiếm to lớn. Cái chữ này, đều không giống kiếm lão nhân cùng kiếm lưu thủy lưu lại, cho người ta một loại cảm giác giống như tia chớp, tựa như lúc nào cũng sẽ vạch phá không gian, từ trong đó chạy ra. Đây là kiếm quyết tiên tổ lưu lại, có thể xem hiểu, liền có thể học được, xem không hiểu, chúng ta cũng không có phương pháp gì. Trương Húc nói, Trương Huyền biết, muốn lý giải loại kiếm quyết này, cần ngộ tính, lúc này không suy nghĩ nhiều, hai mắt nhìn sang bốn phía. Giống như rất nhiều địa phương lúc trước thấy qua, phía dưới chữ kiếm khắc lít nha lít nhít đủ loại cảm ngộ, dùng để nhắc nhở hậu bối. Trong đầu thở nhẹ, thu sạch những văn tự này vào thư viện, một quyển sách xuất hiện ở trước mắt. Nhẹ nhàng mở ra, nhìn sang. Hắn muốn đi qua nhìn Trương gia kiếm quyết, không phải là muốn học tập chứ. Thấy hắn nhìn thật tình như thế, Trương Khâm nghi ngờ. Lúc này, hắn đã từ trong hôn mê khôi phục lại, tuy đầu vẫn có chút tê tê, nhưng đã không ảnh hưởng quá lớn. Gia chủ được xưng là kiếm pháp đệ nhất nhân mấy ngàn năm qua của trong tộc, cũng hao tốn trọn 3 tháng mới lĩnh ngộ chân giải, một lần đột phá. Chỉ cho hắn nhìn một canh giờ, đừng nói lĩnh ngộ, đoán chừng cái gì cũng không có xem hiểu. Trương Ngân khoát tay áo. Lại nói, không có huyết mạch của Trương gia chúng ta, làm sao có thể lý giải. Ta cảm thấy, hắn chỉ là muốn nhìn một chút, tìm ra sơ hở, lúc tỷ đấu chiếm tiên cơ mà thôi. Trương Húc phân tích. Sơ hở, kiếm pháp Trương gia chúng ta, các đời tổ tiên tu luyện, uy lực kinh người, làm sao có thể có sơ hở. Trương Khâm xem thường. Tạch tạch. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một tiếng vang giòn, ngay sau đó mọi người thấy chữ kiếm trước mắt xuất hiện một vết rách nhỏ bé. Chương 2792, chân giải giao hỏa 1. Vết rách vừa xuất hiện, liền khó có thể ngăn chặn, tiếp lấy càng lúc càng lớn, không đến hai cái hô hấp, toàn bộ văn tự đều xuất hiện dấu vết lít nha lít nhít tựa như mạng nhện. Cái này, chuyện gì xảy ra? Đám người Trương Húc giật nảy mình, mới vừa rồi còn bình thường, làm sao lại hủy? Là ngươi. Trương Khâm kịp phản ứng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Cái tên này đi đến đâu, phá hư đến đó, chỉ nhìn. Một hồi, liền biến thành như vậy, trừ hắn, thực sự nghĩ không ra đến cùng ai có thể làm. Không để ý hắn nghi ngờ, hai mắt Trương Huyền nhắm nghiền, trong cơ thể có một cỗ kiếm khí bén nhọn, thẳng tắp bay lên bầu trời, càng ngày càng mạnh, giống như muốn đâm thủng bầu trời. Ong ong ong. Trường kiếm trên giá binh khí không ngừng lắc lư, giống như nhận lấy áp bức to lớn, động cũng không dám động, tất cả đều tràn đầy sợ hãi. Không chỉ như vậy, đám người Trương Ngân cũng cảm thấy kiếm khí tu luyện trong cơ thể, cũng có chút không nắm được, không ngừng hội tụ về phía thanh niên trước mắt, giống như trong cơ thể của hắn có một viên nam châm to lớn, không ngừng hấp dẫn lấy kiếm khí, hơn nữa để chúng thần phục. Là, kiếm đạo chân giải. Sắc mặt Trương Khâm trắng nhợt. Kiếm đạo chân giải. Chúng ta cũng lĩnh ngộ qua, tại sao có thể có lực lượng cường đại như vậy? Trương Ngân cũng giật nảy mình. Có thể ở trong rất nhiều đệ tử của Trương gia, kiếm pháp trở nên nổi bật, trổ hết tài năng, nói rõ đã lĩnh ngộ chân giải, so với cường giả thế hệ trước cũng không hề yếu. Nhưng thời điểm bọn hắn lĩnh ngộ chân giải, không khủng bố như vậy a hát. Vạn kiếm thần phục, kiếm khí cũng cảm thấy hoảng sợ, thậm chí chữ kiếm vỡ vụn. Chân giải bình thường, sao có thể có loại uy lực này? Là, chân giải giao hòa. Nhớ ra cái gì đó, thanh âm của Trương Húc từ trong hàm răng tung ra, nốt ruồi son trở nên càng thêm dữ tợn, cũng không biết là sợ hãi, hay là chấn kinh. Chân giải giao hòa. Hai người khác nhìn lại, tràn đầy không hiểu. Kiếm đạo chân giải, chia làm 5 loại, chắc hẳn các ngươi đều nghe nói qua. Trương Húc nói. Hai người đồng thời gật đầu. Kiếm đạo chân giải, chia làm lực lượng, phòng ngự, linh mẫn, tốc độ cùng không. Năm loại chân giải, sau khi bọn họ lĩnh ngộ chân giải đã biết được. Năm loại chân giải, chúng ta am hiểu kiếm pháp, lĩnh ngộ một loại rất dễ dàng, thiên phú cao, có thể sẽ lĩnh ngộ hai loại, giống như gia chủ cùng Mộng Kiếm Thánh, nghe nói đều lĩnh ngộ ít nhất hai loại. Trương Húc nói tiếp, đôi môi có chút phát khô. Mà một vài cường giả chân chính có thiên phú siêu cấp, có thể lĩnh ngộ vượt qua hai loại, đạt tới càng nhiều. Chỉ cần đến 3 loại, chân giải sẽ dần dần dung hợp. Xuất hiện chân giải giao hòa. Cường giả làm được điểm này, lĩnh ngộ kiếm pháp càng sẽ đột nhiên tăng mạnh, đạt tới một loại tình trạng khó tin. Trương Ngân, Trương Khâm lần nữa nhìn qua, mặt mũi khó tin. Người ý tứ là,
hắn lĩnh ngộ ba loại chân giải. Làm sao có thể, mới 20 tuổi, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu học kiếm, cũng không thể nào làm được. Học tập một loại chân giải, bọn họ liền hao tốn vô số tâm huyết, đối phương một gia hỏa 20 tuổi, lĩnh ngộ ba loại. Thậm chí để chúng xuất hiện giao hòa, thiên hạ thật có thiên tài lợi hại như thế. Đây cũng không phải thiên phú, mà là để cho người ta hoảng sợ. Trừ như vậy, ta thực sự nghĩ không ra, đến cùng chuyện gì xảy ra. Trương Húc lắc đầu, dừng lại một chút, nói. Không tin, các ngươi tiếp tục xem, tuy chữ kiếm này vỡ vụn, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ cảm ngộ đến khí tức chính xác, lần nữa ngưng tụ thành hình. Chương 2793, chân giải giao hỏa 2. Lần nữa ngưng tụ. Hai người sửng sốt. Năm đó thời điểm tiên tổ lưu lại chữ kiếm, tuy là lĩnh ngộ kiếm đạo tốc độ chân giải, nhưng lại không hoàn mỹ, cho nên từng lưu lại lời nói, chỉ cần hậu nhân có người ở tốc độ chân giải lĩnh ngộ vượt qua hắn, chữ viết sẽ tự động vỡ vụn, đổi thành lĩnh ngộ của đối phương. Chuyện này, ta cũng là nghe tộc trưởng nhắc qua một lần, không nghĩ tới lại là thật. Trương Húc nói. Tiên tổ lưu lại chữ kiếm, để hậu nhân càng dễ học tập, nhưng tiên tổ nhất định sẽ chính xác nhất sao? Chưa hẳn. Cho nên chữ này, nói trắng ra chỉ là cung cấp một con đường có thể đi, cũng không phải chân giải chân chính, càng không phải chân chính hoàn mỹ phù hợp đại đạo. Nếu không, cũng không có khả năng, gặp phải chân giải giao hòa sẽ trực tiếp xuất hiện vết rách lớn như vậy. Nếu như đại đạo là bảo tàng lớn nhất trong thiên địa, chân giải là lối vào, từ cửa vào đến bảo tàng. Còn không biết có bao nhiêu đường phải đi. Nhưng có cửa vào, chỉ cần cố gắng tiến lên, một ngày nào đó có thể tìm được. Lúc trước tiên tổ lĩnh ngộ, mặc dù là cửa vào, nhưng khá chật hẹp, một khi có người lĩnh ngộ cao hơn hắn, tự nhiên sẽ thay thế. Rầm. Thời điểm ba người nói chuyện với nhau, chữ kiếm đã không chịu nổi, rầm rầm vỡ ra. Ông. Chữ này mới vừa vỡ vụn, một đạo kiếm ý mới xông thẳng lên trời, lần nữa chèn ép bọn họ không thể động đậy. Ngay sau đó cả phòng phân tán kiếm khí, nhanh chóng ngưng tụ, thẳng tắp hội tụ trên mặt tường. Xì 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 xì. Khí tức nhấp nhô, như là thủy triều, thời gian nháy mắt, bức tường vắng vẻ lần nữa xuất hiện chữ lớn, giống như vừa rồi, đồng dạng là chữ kiếm. Từ xa nhìn lại, chữ này cùng chữ vừa rồi kia, hình thái, lớn nhỏ, khí tức, tất cả đều giống nhau như đúc, không sai chút nào. Chuyện gì xảy ra? Trương Khâm vội vàng nhìn về phía Trương Húc. Mặt choáng váng. Phá hư một cái, lại xuất hiện một cái, khí tức không có nửa điểm khác biệt, cái chữ này. Có thể vượt qua tiên tổ. Đừng có nhìn bằng mắt thường, mà dùng kiếm ý nhìn. Thấy hắn không hiểu, Trương Húc nói. Dùng kiếm ý nhìn. Trương Khâm cùng Trương Ngân liếc mắt nhìn nhau, có chút không hiểu. Là lấy kiếm ý cảm ngộ được trong cơ thể đi cảm ngộ kiểu chữ của đối phương. Trương Húc tiếp tục giải thích. Ta thử xem. Trương Khâm cái hiểu cái không, tinh thần nội thị, cảm ứng kiếm ý trong cơ thể, khống chế chậm rãi lan tràn ra phía ngoài, rất nhanh tiếp xúc mặt tường. Trong tích tắc, cả người sững tại chỗ. Chữ kiếm trên vách tường, giống như trực tiếp khắc ở trong đầu của hắn, tuy cùng trước đó giống nhau như đúc, nhưng đã không còn lăng lệ như trước đó, ngược lại cho người ta một loại cảm giác càng thêm đơn giản, càng dễ dung hợp đại đạo. Đồng dạng trình bày tốc độ áo nghĩa, nhưng kiếm chữ này nhắm thẳng vào nội tâm. Hình như trong nháy mắt nhìn thấy, cả người biến thành tốc độ, vẫy vùng ở trong hải dương kiếm khí. Nguyên lai, chúng ta lĩnh ngộ chân giải nhiều năm, lại nhiều sai lầm như vậy. Thân thể Trương Khâm run rẩy, nước mắt chẳng biết lúc nào chảy ra. Sáng sớm nghe đạo, buổi chiều chết cũng được, hắn hiện tại, liền có loại cảm giác này. Nhìn thấy chữ trước mắt mới hiểu được, những năm này cố gắng, là buồn cười biết bao. Nếu như tiên tổ lĩnh ngộ, lực lượng một cánh cửa hẹp cho một người đi qua, như vậy đối phương lĩnh ngộ, chính là một thông đạo rộng lớn có thể cho phép xe ngựa mạnh mẽ đâm tới. Coi đây là trụ cột, tu luyện, sau này tốc độ tiến bộ, sẽ so với trước đó nhanh ít nhất gấp 2. Một gia hỏa 20 tuổi, chỉ nhìn không đến 10 phút, liền lĩnh ngộ sâu sắc. Thậm chí vượt qua tiên tổ, còn là người sao, lần nữa nhìn đối phương, chỉ thấy đầu thanh niên nâng lên, không biết nghĩ cái gì, trên người toát ra tịch mịch nồng đậm. Chương 2794, nhập hư cảnh đỉnh phong 1. Quá đơn giản. Than thở một tiếng, Trương Huyền lắc đầu. Chân giải khác, dù có kinh nghiệm của vô số tiền bối làm trụ cột, lĩnh ngộ cũng cần thời gian nhất định, nhưng cái này trực tiếp đột phá, nhiều nhất vài phút. Hoàn toàn không phù hợp tính cách khiêm tốn của hắn. Vốn định áp chế một đoạn thời gian,
kiên trì hơn nửa canh giờ, đừng để người quá mức kinh ngạc, dù sao, không quá muốn làm người khác chú ý. Ai biết học quá đơn giản, đột phá nhanh như vậy, thậm chí còn vượt qua tiên tổ của đối phương. Suy nghĩ một chút liền tràn đầy tấm tắc. Muốn điệu thấp, học chậm một chút, là khó khăn như thế sao? Làm người bình thường, thật không dễ dàng như vậy ư. Mấu chốt nhất là, đi học kiếm pháp một chút mà thôi, vỡ cái gì a? Ngộ nhỡ Trương gia bắt bồi thường, nên làm cái gì bây giờ? Được rồi, tốc độ kiếm ý cùng kiếm ý khác xung hợp, ràng buộc nhập hư cảnh không còn bất kỳ trở ngại nào, đột phá đi. Cảm xúc một tiếng, lắc đầu, không do dự nữa, thân thể vụt qua, một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong cơ thể dâng trào. Ầm ầm, khí tức bay thẳng lên cao, bầu trời mây đen hội tụ, mang theo lực lượng xé rách không khí, trong cơ thể Trương Huyền giống như cỏ xuân đâm thủng bùn đất, hồ điệp chui ra kén tằm, cho người ta một loại cảm giác vui vẻ phồn vinh, dục hỏa trùng sinh. Đây là, nhập hư kiếp, hắn muốn đột phá. Đám người Trương Húc không ngừng lắc lư, muốn thổ huyết. Cái tên này không chỉ vài phút liền lĩnh ngộ kiếm pháp cao nhất Trương gia, càng có cảm ngộ, một lần phá tan lĩnh vực cảnh ràng buộc. Đây là chỗ trọng yếu nhất của gia tộc, không thể ở đây. Trương Húc kịp phản ứng, thân thể co giật, nhịn không được hí dài. Lôi kiếp kinh khủng, có thể mang đến nguy hại cực lớn, tộc nhân bọn họ độ kiếp, đều có địa phương chuyên môn. Tên này đi tới chẳng qua hơn một ngày, dù làm ra một nhóm lớn lôi kiếp, nhưng hầu như đều ở bên ngoài gia tộc, coi như hủy hoại, cũng chỉ là kiến trúc, không quan hệ gì cả, nhưng đây là vị trí hạch tâm nhất trong tộc. Vô số bí tịch, đủ loại truyền thừa, đều ở đây. Một khi lôi đình hạ xuống, ngăn cản không nổi, cả gia tộc sẽ gặp phải tính đả kích hủy diệt. Tạch tạch, tiếng nói còn không có kết thúc, liền thấy mây đen trong nháy mắt bạo tăng, cảm giác áp bách kịch liệt. Lời hắn muốn nói bị giấu ở trong ngực, một câu cũng nói không ra, không ngừng run rẩy, thân thể cứng ngắc. Lôi kiếp nhập hư cảnh, hắn thấy qua nhiều, thậm chí bản thân cũng trải qua, nhưng mây đen trước mắt, nồng đậm dày nặng, mang theo lực lượng cuồng bạo ngay cả động hư cảnh cũng khó mà chống lại, dường như chỉ cần hạ xuống, toàn bộ Trương gia sẽ biến thành cho bụi. Cái này thật chỉ là nhập hư kiếp sao? Xem như vũ không kiếp cũng không đáng sợ như vậy a. Làm sao sẽ lớn như thế? Đám người đại trưởng lão cùng Trương Vô Trần trốn ở một bên cũng trợn mắt hốc mồm. Lực lượng mây đen kia thực sự quá lớn, đã vượt qua phạm vi bọn họ có thể tiếp nhận, trận pháp phía dưới cũng có chút không kiên trì nổi. Vội vã nhìn thanh niên ở giữa lôi đình, chỉ thấy hắn chẳng những không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại ánh mắt lóe lên, lộ ra hưng phấn nồng đậm. Hắn, hẳn là có thể giải quyết a. Da mặt co lại, nhịn không được mở miệng. Trước đó lôi kiếp của thanh long thú. Dù yếu hơn một chút, cũng không kém quá nhiều, hẳn là có thể. Trương Vô Trần không có nắm chắc. Địa ngục thanh long thú đột phá vũ không cảnh, sinh ra lôi kiếp, dù mạnh mẽ, nhưng so với cái này, dường như vẫn kém một chút, lúc trước vị này có thể giải quyết, có lẽ bây giờ cũng có thể thành công. Nếu không, sẽ không có loại vẻ mặt này. Vậy là tốt rồi. Tận mắt thấy tên này nhiều lần giải quyết lôi đình, tuy tràn đầy lo lắng, nhưng biết không có biện pháp tốt hơn, đành phải tiếp tục xem. Xem ra, biết là lôi kiếp của ta, tên này gọi cả thất cô bát đại di của mình đến nha. Trương Huyền lắc đầu. Chương 2795, nhập hư cảnh đỉnh phong 2. Những ngày gần đây, hắn đuổi theo lôi kiếp hấp thu, triệt để chọc giận đối phương, đoán chừng tên này đã sớm chờ ngày này, nhìn thấy bản thân đột phá, trước đó hấp thu qua, tất cả đều hấp tấp chạy tới, một cái theo một cái, tích tụ so với vũ không kiếp còn lớn hơn rất nhiều. Bất quá, tới càng nhiều. Đối với hắn mà nói, chỗ tốt càng nhiều, lôi đình lớn như thế, tuyệt đối có thể để cho hắn từ nhập hư cảnh, trực tiếp trùng kích đỉnh phong. Trước đó công pháp nhập hư cảnh còn có một chỗ thiếu hụt, lĩnh ngộ kiếm pháp tốc độ chân dài, đánh vỡ ràng buộc, thiếu hụt đã không còn tồn tại, có thể hoàn mỹ tu luyện. Tới đi! Trương Huyền hét dài một tiếng, thẳng tắp vào tới lôi kiếp, lần nữa tiến vào bên trong. Bàn tay vạch một cái, hồ lô, phân thân, dây leo bay ra. Phu hồn cùng thân thể cũng tách ra, điên cuồng hấp thu lực lượng lôi đình. Kéo kẹt, thôn phệ lực lượng lôi đình, tu vi chân khí từ nhập hư cảnh sơ kỳ một đường tiến bộ, liên tiếp đột phá. Nhập hư cảnh trung kỳ, nhập hư cảnh hậu kỳ, nhập hư cảnh đỉnh phong. Không đến 2 phút đã đạt đến nhập hư cảnh đỉnh phong, khoảng cách nửa bước động hư cũng chỉ có một bước. Phu hồn ở dưới lôi đình rèn luyện, cũng biến thành càng thêm mượt mà sung mãn, dù không có công pháp nhập hư cảnh. Nhưng nắm giữ thực lực không kém gì nhập hư cảnh đỉnh phong.
đặc biệt là thân thể, trải qua lôi đình rèn luyện, dưới làn da kim quang lóng lánh, giống như biến thành vàng, vô cùng cứng rắn, so với thánh khí tuyệt phẩm cũng không kém quá nhiều. Lôi đình đến bây giờ còn không có hấp thu đến 1/5 lực lượng. Tu vi tăng vọt, thấy lôi đình không có chút lùi bước, cũng không có xu thế yếu bớt, Trương Huyền nhíu mày. Trước đó, chỉ cần hắn điên cuồng hấp thu, đối phương nhất định đại bại bỏ chạy, không dám chống lại, hiện tại tu vi tăng lên một đại cấp bậc, lại ngay cả 1/5 cũng không có hấp thu xong. Thiệt hại chút lực lượng như thế, lôi kiếp không sợ hãi chút nào, không có dấu hiệu muốn rời khỏi. Hồ lô, dây leo, phân thân, cũng đang không ngừng hấp thu, nhưng không đả thương được căn bản, không cách nào tạo thành uy hiếp. Thực sự không được, nghĩ biện pháp xung kích động hư cảnh. Trương Huyền mắt sáng lên. Nhập hư cảnh cần rất nhiều linh khí, chuyển đổi thành linh thạch tuyệt phẩm mà nói, đã không dưới 100, nhưng lôi kiếp trước mắt thực sự quá lớn, vượt quá tưởng tượng, trụ cột tích tụ vô cùng vững chắc, đối với chỉnh thể mà nói, cũng không tính là gì, mình hấp thu còn chưa đủ để đối phương sợ hãi trốn đi. Hiện tại chân khí trong cơ thể sung mãn, lực lượng mạnh mẽ. Trừ khi xung kích động hư cảnh, nếu không, sẽ không cách nào hấp thu bất kỳ một chút năng lượng. Chỉ là công pháp động hư cảnh, bây giờ nhìn cũng không có nhìn qua, tu luyện như thế nào, làm sao xung kích, có thể nói không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết. Trong lúc nhất thời, Trương Huyền có chút sầu muộn. Trước kia đều là năng lượng không đủ, tìm không thấy linh thạch, bây giờ lại sầu vì nhiều linh khí như vậy, không biết làm sao hấp thu, mấu chốt là không hấp thu còn không được. Ở dưới lôi đình, thấy hắn giống như trước đây xông vào, đám người đại trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Trước đó vị này dùng ra tuyệt chiêu đồng dạng, để lôi đình tan tác, lần này hẳn là cũng chênh lệch không quá lớn. Cái tên này lý giải đối với kiếm đạo, quả thực cao minh, đủ loại chức nghiệp cùng tu vi, cũng cực kỳ không yếu, khó trách có thể được Dương Sư vừa ý, thu làm thân truyền. Chỉ là, cái tật xấu khắp nơi độ kiếp, cần thay đổi một chút. Đại trưởng lão lắc đầu, khẽ nói. Người khác độ kiếp, đều cần sớm chuẩn bị, trận pháp, bảo vật, đan dược. Đầy đủ mọi thứ. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, tìm địa phương phù hợp, lại tiến hành xung kích, dù vậy cũng sợ hãi không dứt, sợ không may xuất hiện. Vị này ngược lại tốt, muốn đột phá, trực tiếp trùng kích, tùy tâm mà làm, căn bản không quản nơi nào. Thật không biết, loại tính cách này, sao có thể sống lớn như thế, không có bị người đánh chết. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên trong lôi đình xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó một cái đầu từ trong mây đen dò ra ngoài, mỉm cười nói. Xin hỏi đại trưởng lão, không biết các ngươi Trương gia tàng thư khố ở nơi nào? Tàng thư khố, làm sao vậy? Tàng thư khố này, chỉ có người Trương gia mới có thể đi vào. Bị đột nhiên hỏi thăm, đại trưởng lão sửng sốt một chút, ngay sau đó cau mày. Trương gia tàng thư khố, chỉ có người Trương gia mới có thể đi vào quan sát, tên này đang đối kháng lôi kiếp, hỏi cái này để làm gì? Chương 2796, sát tâm lên 1. Lôi kiếp này quá cường đại, thực lực của ta bây giờ, có chút không chống lại được, muốn nhìn các ngươi có thư tịch liên quan tới động hư cảnh hay không, xem có cơ hội phá giải hay không. Nếu không, tùy ý nó hàng lâm xuống, ta sợ Trương gia sẽ bị hủy diệt. Trương Huyền nói, người đây là uy hiếp. Sắc mặt đại trưởng lão tái xanh. Dĩ nhiên không phải, chỉ là, lôi đình quá mạnh, ta cũng không khống chế được. Lắc đầu, đang muốn tiếp tục nói chuyện. Chỉ thấy trên không lôi điện tích góp xong lực lượng, không chịu nổi nữa, bổ về phía đầu lâu của hắn. Trương Huyền vội vàng lùi về. Tạch tạch, lôi điện rơi xuống, đại trận bị xé nứt, đại điện chữ kiếm lập tức bị đánh ra một cái lỗ thủng to lớn, đá vụn bắn tung tóe. Lôi đình chỉ nhằm vào người độ kiếp, trốn ở trong đó, không cách nào đánh chúng, lộ ra tự nhiên sẽ liều mạng công kích. Đại trưởng lão siết chặt nắm đấm. Đổi lại những người khác, dám làm như vậy. Khẳng định đã sớm xông lên bóp chết, nhưng đối phương thân ở trong lôi đình, thật muốn đi qua, khẳng định sẽ để cho lôi đình trở nên càng thêm cường đại, thậm chí hắn cũng không thể tránh né, đành phải cắn răng, hất ống tay áo. Muốn nhìn bí tịch của Trương gia chúng ta cũng được, nhưng nhất định phải gia nhập Trương gia, trở thành một thành viên, nếu không, tuyệt đối không thể. Thanh âm xông thẳng lên trời. Trở thành một thành viên của Trương gia. Trương Huyền lần nữa nhô đầu ra. Vậy quên đi. Ta nghĩ phương pháp đối kháng đi. Trương gia vô sỉ như vậy, tránh cũng sợ cho không kịp, gia nhập. Nằm mơ đi. Tạch tạch. Một tia chớp bổ xuống, Trương Huyền lần nữa rụt đầu, một mảnh kiến trúc bị hủy hoại. Ngươi, lôi đình của ngươi,
có bản lĩnh bản thân đối kháng, trốn ở trong lôi đình có gì tài ba? Đại trưởng lão sắp điên rồi, lên tiếng hét lớn. Bản thân đối kháng, cũng đúng. Dừng lại một chút, Trương Huyền biết trốn tránh như vậy, thật không có khả năng vượt qua lôi kiếp, cắn răng một cái, từ trong mây đen chui ra, đi tới phía dưới. Đã không cách nào hấp thu, tiếp tục ở bên trong không có bất cứ ý nghĩa gì, còn không bằng thử xem, có thể giống như những người khác mạnh mẽ chống đỡ hay không, lôi kiếp vượt qua lại nói. Vừa mới đi tới phía dưới, lôi kiếp giống như tìm được điểm phát tiết, điện mang tức giận, thẳng tắp bổ xuống. Mấy chục đạo lôi đình, mỗi một đạo đều to bằng vại nước, tích tụ cùng một chỗ, muốn xé rách không gian, bốn phía xuất hiện vết rách đen kịt. Thật mạnh! Không nghĩ tới tên này tàn nhẫn như vậy, vừa ra tay không lưu tình chút nào, ẩn chứa tức giận, Trương Huyền giật nảy mình, vội vàng vung hai tay lên, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, hai đạo lực lượng đối đầu, Trương Huyền không kiên trì nổi, trong nháy mắt liền bị đánh bay, đập vào bùn đất, lôi đình tiếp tục bổ tới, đại địa lắc lư, phá hủy vô số trận pháp, kiến trúc. So với vừa rồi chỉ thò đầu ra còn khốc liệt hơn. Đáng ghét, da mặt của đại trưởng lão không ngừng co giật. Hàm răng sắp muốn cắn bể nát. Nhìn uy thế lôi kiếp, tiếp tục vỗ xuống như vậy, không dùng 5 phút đồng hồ, đoán chừng Trương gia sẽ không còn tồn tại, triệt để biến thành phế tích. Đường đường đại lục đệ nhất gia tộc, thế mà bị một tiểu gia hỏa lĩnh vực cảnh uy hiếp, còn không có bất kỳ biện pháp nào. Tức giận để hắn sắp nổi khùng. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Hắn đích xác là độ kiếp, hơn nữa là nhập hư kiếp, không nghĩ biện pháp giải quyết, một khi truyền đi. Trương gia bị loại lôi kiếp này hủy. Vẻ mặt đỏ lên, Trương Vô Trần vội vàng nói. Chương 2797, sát tâm lên 2. Nếu như là vũ không kiếp, hoặc là lôi kiếp cấp bậc cao hơn, hủy đi Trương gia, ngược lại cũng có thể tiếp nhận, nhập hư kiếp. Xem như vô cùng cấp thấp, dạng lôi đình này hủy gia tộc. Truyền đi, đường đường đại lục đệ nhất gia tộc, có mặt mũi gì gặp người. Hiện tại có hai con đường để đi. Nắm đấm siết chặt. Áp chế lửa giận trong lòng, đại trưởng lão lạnh lùng nhìn qua. Thứ nhất, để hắn đi tàng thư khố, phối hợp hắn giải quyết lôi đình. Cái này, tàng thư khố cất giấu vô số năm công pháp của Trương gia, vô cùng chân quý, một khi hắn đi vào, lôi đình nhất định bổ tới, đến lúc đó. Toàn bộ hủy đi, tương đương với triệt để hủy căn cơ của Trương gia, tuyệt đối không được. Trương Vô Trần vội vàng lắc đầu. Dù là tình huống nguy cấp, để hắn đi xem sách. Nhưng lôi đình đang đuổi theo hắn công kích, thật muốn đi vào, tàng thư khố tất nhiên sẽ bị hủy diệt, thật muốn như vậy, làm sao xứng đáng liệt tổ liệt tông. Hủy đi căn cơ, về sau Trương gia cũng chờ suy bại đi. Vậy chỉ có loại phương pháp thứ hai. Đại trưởng lão híp mắt lại. Ra tay chém giết Trương Huyền này, đây là lôi kiếp của hắn vừa chết, tự nhiên sẽ lập tức tiêu tán, không còn nguy hiểm. Chém giết. Trương Vô Trần rụt cổ lại. Tùy ý chém giết một vị danh sư, dù vi phạm quy tắc danh sư đường, nhưng không thể không nói, đây là biện pháp tốt nhất. Lôi kiếp cùng theo hắn mà đến, chỉ cần người tử vong, nó tự nhiên sẽ tan, sẽ không còn chút uy hiếp. Nhưng Trương Huyền này là học sinh của Dương Sư, trực tiếp chém giết, ta sợ Dương Sư sẽ nổi giận. Trương Vô Trần trần trừ. Thực lực của Dương Sư, bọn họ biết rất rõ ràng, không thông qua đối phương, trực tiếp chém giết học sinh của hắn. Tương đương với chạm đến ranh giới cuối cùng, một khi đối phương tức giận, cùng Trương gia xích mích, thiệt hại quá lớn, coi như bọn họ là trưởng lão gia tộc, cũng đảm đương không nổi. Coi như tức giận cũng không quản được, bây giờ ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Đại trưởng lão hất ống tay áo. Ta! Trương Vô Trần câm miệng. Lôi kiếp cuồng bạo như vậy, trừ hai thứ này, thật đúng là không có những biện pháp khác. Hắn không phải mới vừa nói, tìm thư tịch động hư cảnh ư. Thực sự không được, tìm chút công pháp cho hắn, trước chờ lôi kiếp kết thúc, lại nghĩ biện pháp tính sổ. Hắn đã dám nói như vậy, chỉ sợ đã có phương pháp, chỉ là không có thư tịch, làm không được mà thôi. Trần chờ một chút, Trương Vô Trần nói. Nói thật, bất kể mang đối phương đi tàng thư khố, hay chém giết, đều là hạ sách, biện pháp tốt nhất là giải quyết lôi đình, còn bí tịch tiết ra ngoài, làm sao để hắn gia nhập Trương gia, đây đều là nói sau, trước giải quyết cục diện kia lại nói. Tìm bí tịch động hư cảnh để làm gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể hiện tại đột phá động hư cảnh? Lại nói, đột phá động hư, còn có thể dẫn tới động hư kiếp, lôi đình sẽ càng lớn, càng khó khống chế. Đại trưởng lão lắc đầu.
hắn không cho rằng cho đối phương bí tịch động hư cảnh, liền có thể giải quyết vấn đề. Coi như tên này may mắn đột phá động hư, cũng sẽ dẫn tới động hư kiếp càng cường đại hơn, nguy nan càng lớn. Làm không cẩn thận, tên này cảm thấy loại lôi kiếp kia còn không cách nào triệt để phá hủy Trương gia, có lẽ sẽ chơi càng lớn. Thật muốn đồng ý, tuyệt đối trở thành tội nhân thiên cổ. Ầm ầm. Thời điểm hai người đối thoại, lôi đình tiếp tục bổ tới, lần này uy lực càng lớn, càng nhiều trận pháp bị phá hủy, càng nhiều kiến trúc sụp đổ. Hai lần lôi đình hạ xuống, mây đen trên bầu trời cũng yếu đi thoáng cái, Trương Huyền nằm ở trong phong bạo, toàn thân cháy đen, thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Tuy hắn đột phá đến nhập hư cảnh đỉnh phong, nhưng lôi kiếp này thực sự là đáng sợ, coi như bị hấp thu đi không ít lực lượng, vẫn như cũ khó mà chống lại. Ngay lúc này, hàng năm chống lại không được lôi kiếp, bị đánh chết không phải số ít. Không phải số ít, chắc hẳn Dương Sư cũng không nói được gì. Ánh mắt đại trưởng lão run lên. Chương 2798, thân phận vu hồn sư bị phát hiện một. Nếu là kiếp số, có người thành công, liền có người thất bại. Mặc dù nhập hư kiếp không phải hung hiểm nhất trong rất nhiều cảnh giới, nhưng hàng năm chết ở trong đó cũng nhiều vô kể. Hiện tại lôi đình lớn như thế, bị đánh chết, coi như Dương Sư đau lòng đệ tử, cũng chỉ có thể trách hắn không biết có chừng có mực, chắc chắn sẽ không trách Trương gia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, hành sự cẩn thận, không lộ ra sơ hở. Nên làm như thế nào? Trầm ngâm một chút, Trương Vô Trần nói. Đại trưởng lão làm như vậy, dù có sai lầm đạo nghĩa, bị danh sư khinh thường, nhưng đối với gia tộc mà nói, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Vị Trương Huyền này, tới Trương gia chẳng qua một ngày, đã huyên náo long trời lở đất, không biết bao nhiêu thiệt hại, lại để cho tiếp tục nữa, đệ nhất gia tộc vài vạn năm cơ nghiệp, cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, trở thành trò cười của toàn bộ đại lục. Giam cầm hắn, không cách nào tránh né. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không có khả năng gánh vác được lôi điện hung mãnh như vậy. Đại trưởng lão híp mắt lại. Dù thực lực Trương Huyền này không yếu, nhưng dùng để đối kháng nhập hư kiếp khổng lồ như thế, còn kém rất lớn, lặng yên không tiếng động giam cầm hắn, để lôi điện tập trung đánh tới, nhất định có thể chém thành thịt nát. Hơn nữa, một khi động thủ tốc độ phải nhanh, nếu không, địa ngục thanh long thú, kỳ lân thú phát hiện, sẽ không có cơ hội. Hai đại thú sủng của đối phương, đều nắm giữ thực lực thánh vực cửu trọng vũ không cảnh, một khi bị phát giác, khẳng định huyên náo long trời lở đất. Coi như muốn giấu giếm, cũng giấu giếm không được. Vâng. Trương Vô Trần gật đầu. Người đi điều động trận pháp trong tộc, cung cấp lực lượng cho lôi đình, để nó hội tụ ra uy lực mạnh hơn, ta nghĩ phương pháp cầm cố không gian bốn phía, để hắn không thể chạy trốn. Nhẹ gật đầu, đại trưởng lão ở trong bóng tối bàn giao. Nhìn bốn phía một cái, kiến trúc hạch tâm Trương gia bị lôi kiếp đánh cho hư hại không ít, Trương Vô Trần hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Cái tên này không chết. Trương gia bọn họ sẽ triệt để hủy hoại, chờ bị phá, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Gia tộc bị biến thành như vậy, một đoàn tơ vò, là 20 năm trước. Trong lòng cảm thán, không do dự nữa, Trương Vô Trần tung người bay đi. 20 năm trước xuất hiện biến cố, gia chủ phu nhân Mộng Kiếm Thánh đại náo, vô số kiến trúc bị hủy, trưởng lão tổn thương hơn phân nửa, lần này thoạt nhìn tuy so với lần trước không lớn lắm, tạm thời không có trưởng lão tổn thương. Nhưng cũng làm cho cả Trương gia hổ thẹn. Ầm ầm, khống chế lại trận pháp, linh khí bốn phía hội tụ, gia hỏa trước đó bị hấp thu rút nhỏ một vòng, nhận được tiếp tế, lần nữa trở nên lớn mạnh, càng thêm dữ tợn. Chuyện gì xảy ra? Trương Huyền nhíu mày. Bốn lực lượng cuồng bạo như vậy cũng có chút không chống lại được, làm sao tăng lên lần nữa? Minh Lý Chi nhãn nhúc nhích, nhìn bốn phía, lập tức nhìn thấy linh khí của toàn bộ Trương gia nhanh chóng hội tụ. Để đối phương bành trướng, lôi đình càng thêm mạnh mẽ. Chẳng lẽ Trương gia muốn ra tay với ta? Giờ khắc này, ngủ nữa cũng hiểu, sầm mặt lại, đang muốn chui vào lôi đình, tránh né công kích, liền cảm thấy trên người siết chặt, giống như bị một dây thừng to lớn trói lại, không động đậy được mảy may. Không gian áp bức, thân thể cứng đờ, nhất thời rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đây là một vị cao thủ, dùng lực lượng không gian triệt để bao vây chung quanh. Cho dù hắn đạt đến nhập hư cảnh đỉnh phong, lĩnh ngộ không gian không kém hơn động hư cảnh, thậm chí càng mạnh hơn, nhưng đối mặt loại lực lượng này, vẫn như cũ bất lực. Chênh lệch quá xa, căn bản không ở cùng một đẳng cấp. Ầm ầm, thân thể bị giam cầm, lập tức nhìn thấy lôi đình trên trời phát ra nổ vang kịch liệt, tích góp xong lực lượng, lần nữa đánh xuống. Nguy rồi, lực lượng mạnh như vậy rơi xuống,
tuyệt đối không chịu nổi. Chương 2799, thân phận vu hồn sư bị phát hiện 2. Trên đầu gân xanh kéo căng, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Coi như hiện tại thân thể đã có thể so với thánh khí tuyệt phẩm, có thể vượt qua lôi kiếp vũ không cảnh, nhưng vẫn quá kinh khủng, thật muốn bổ xuống, khẳng định không kiên trì nổi, cuối cùng thân tử đạo tiêu, thần tiên khó cứu. Là hắn. Vội vàng quay đầu, ngay sau đó nhìn thấy đại trưởng lão lơ lửng ở cách đó không xa, khuôn mặt lạnh lùng, lực lượng cầm cố hắn, đang từ trên người đối phương phóng thích ra. Xem ra là vị đại trưởng lão này muốn giết hắn. Tiếp tục nữa khẳng định sẽ chết. Chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài lôi đình, để tốc độ hội tụ của nó trở nên chậm một chút. Lực lượng toàn thân sôi trào, phát hiện căn bản không tránh thoát được, mặc dù Trương Huyền gấp, nhưng không có kinh hoàng. Lấy thực lực của hắn, muốn tránh thoát cường giả như đại trưởng lão giam cầm, là không thể nào làm được, giải quyết tình thế nguy hiểm trước mắt, biện pháp duy nhất là để lôi đình hội tụ tốc độ trở nên chậm, thậm chí mất đi lực công kích mạnh nhất, mà muốn làm được điểm ấy, chỉ có một phương pháp. Điên cuồng hấp thu lôi điện ẩn chứa trong đó. Hồ lô, dây leo, phân thân đều đang hấp thu, nhưng mà tốc độ không đuổi kịp trận pháp cuộc Trương gia tiếp tế, trừ phi. Biết thời gian không thể trì hoãn, Trương Huyền không để ý tới có thể bị người phát hiện hay không, tinh thần khẽ động, vu hồn lập tức từ mi tâm chui ra. Đối phương chỉ giam giữ thân thể của hắn, vu hồn vô hình vật chất, sẽ không bị giam cầm. Phần phật, vu hồn vừa xuất hiện, lập tức phóng vào trong lôi đình. Đây là cái gì, vu hồn? Thần thức của đại trưởng lão mạnh mẽ, không gian bốn phía càng bị hắn trưởng khống, liếc mắt liền nhìn ra không đúng, con ngươi co rút lại. Ngươi là vu hồn sư. Vu hồn sư, từng làm phản nhân tộc, danh sư Đường Không Dung, cái tên này không phải học sinh của Dương sư, thân là danh sư sao? Làm sao lại nắm giữ năng lực vu hồn? Dừng lại cho ta. Lông mày nâng lên, lăng không bắt tới. Tê lạp. Thiên địa xuất hiện vết nứt. Lực lượng mãnh liệt thẳng tắp lao về phía vu hồn, mang theo hỏa diễm thiêu đốt. Cỗ lực lượng này chí dương chí cương, vu hồn bình thường gặp phải sẽ lập tức hòa tan, bị tan rã triệt để, nhưng vu hồn của Trương Huyền ngay cả lôi đình còn không sợ, sao lại sợ hãi loại lực lượng này, nhẹ nhàng vụt qua, thân ảnh trở nên phai mờ, liền từ trong lực lượng chui qua, tiếp tục vọt tới lôi đình. Cái này, không nghĩ tới toàn lực công kích, lại không làm bị thương đối phương, khuôn mặt của đại trưởng lão trầm xuống. Trước đó đối phương là danh sư, hắn không tiện động thủ, hiện tại phát hiện đối phương là vu hồn sư, liền kìm nén không được. Tê lạp, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay tuôn ra, chỉ vào không trung. Không gian giống như giấy bị xé ra, kiếm khí phảng phất như đột phá thời gian ràng buộc, chớp mắt liền đến trước mặt vu hồn, mang theo cảm giác thiêu đốt linh hồn. Không nghĩ tới tên này theo đuổi không bỏ như vậy, Trương Huyền vu hồn sầm mặt lại, lấy chỉ làm kiếm, nghênh đón tiếp lấy. Đinh đinh đinh. Hai đạo kiếm khí đối đầu, mặc dù lực lượng của Trương Huyền kém xa đối phương, nhưng lý giải kiếm đạo sâu hơn nữa mượn xảo lực, cùng kiếm ý của đối phương đụng một cái, người sau lập tức thay đổi phương hướng, thẳng tắp bay lên trên, trực tiếp đâm vào trong lôi đình. Ầm ầm. Bị công kích, lôi đình lần nữa bành trướng, trở nên càng thêm to lớn, ngay sau đó một đạo lôi điện thô to theo kiếm khí bổ tới, thẳng tắp bắn về phía đại trưởng lão. Cái gì? Ra mặt đại trưởng lão co lại. Chương 2800, thuần phục lôi đỉnh 1. Vốn cho rằng thi triển kiếm pháp, sẽ tùy tiện chém giết đối phương, làm sao cũng không nghĩ đến, đối phương tá lực đả lực, chuyển rời công kích của hắn đến lôi đỉnh. Lôi kiếp không thể gánh thay, càng không thể công kích, nếu không, sẽ trở nên càng lúc càng lớn, hơn nữa còn sẽ tiêu diệt người ra tay công kích. Nguyên nhân chính là như vậy, nên biết lôi kiếp này cường đại, hắn một mực không nhúng tay. Không nghĩ tới công kích đối phương, lại bị đối phương dẫn lôi đỉnh tới. Biết không ngăn cản, có thể sẽ bị đánh chết, lại không để ý tới đuổi theo giết Trương Huyền vu hồn, đại trưởng lão vung trưởng nghênh đón. Tạch tạch, lôi đỉnh cùng trưởng lực đối đầu, bốn phía xuất hiện gợn sóng, vô số kiến trúc sụp đổ. Thực lực của hắn mạnh mẽ, đã vượt qua thánh vực cửu trọng, tuy lực lượng lôi đỉnh mạnh, nhưng không đả thương được mảy may. Hô, hắn ngăn cản lôi đỉnh. Trương Huyền vu hồn thừa cơ chui vào lôi hải, biến mất không thấy gì nữa. Vu hồn đi vào lôi đình, đây là bản thân tự tìm cái chết. Đại trưởng lão ngẩn ngơ, có chút không dám tin tưởng. Trước đó hắn cảm thấy đối phương xông lên bầu trời, là cố tình bày mê trận, để hắn tìm không ra phương hướng, không nghĩ tới lại là thật. Vu hồn thuần âm,
sợ nhất lực lượng chí cương chí mãnh như lôi đình, trực tiếp chui vào lôi hải, không phải tự tìm đường chết thì là cái gì? Bất kể có phải tự tìm đường chết hay không, nếu là vu hồn sư, giết chết, danh sư đường cũng sẽ không tìm ta phiền phức. Hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt, thân thể vẫn như cũ bị giam cầm ở trên không, trong mắt đại trưởng lão sát cơ sôi trào. Thân là danh sư, gặp phải vu hồn sư, có nghĩa vụ chém giết. Trước đó còn đủ loại cố kỵ, hiện tại coi như trực tiếp động thủ, khẳng định cũng không ai có thể nói cái gì. Kiếm khí lần nữa bay lên, đang định chém thân thể đối phương thành thịt nát, để vu hồn hắn trở về, không chỗ có thể đi, đột nhiên trong lòng run sợ, ngay sau đó nhìn thấy một đạo lôi điện thô to bổ tới. Ngươi! Ra đầu nổ tung, đại trưởng lão vội vàng dùng kiếm khí nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm. Hai đối đầu, lôi điện biến mất, nhưng lôi hải giống như dính trên người hắn, không ngừng bổ tới, một đạo tiếp lấy một đạo, để hắn trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Quả nhiên hữu hiệu. Trong lôi đình, Trương Huyền vu hồn nhìn thấy tràng cảnh này, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Đại trưởng lão thật muốn động thủ với hắn, lấy thực lực trước mắt của hắn, thủ đoạn toàn bộ ra cũng không thể chiến thắng, hết cách rồi, chỉ có thể cố ý tiết lộ vu hồn, nghĩ biện pháp làm cho đối phương công kích, dẫn lôi kiếp tới. Chỉ cần bị lôi đình quấn lấy, xem như đối phương là một trong mấy người mạnh nhất đương đại, muốn tránh đi cũng không dễ dàng như vậy. Muốn lôi đình tán đi, chỉ có một phương pháp. Biết đại trưởng lão trong thời gian ngắn còn không có thời gian đi tìm thân thể phiền phức, Trương Huyền không tiếp tục để ý, nhìn về phía lôi hải trước mắt, híp mắt lại. Muốn cho lôi đình sợ hãi, chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là không ngừng hấp thu, hút đến đối phương sợ hãi. Hiện tại chân khí trong cơ thể hắn sung mãn, lại không có công pháp đột phá, trước đó chỉ có thể coi như thôi, nhưng hiện tại không hấp thu, đại trưởng lão sớm muộn gì cũng sẽ chơi chết hắn, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Hút, quát khẽ một tiếng, vu hồn bỗng nhiên hấp thu lôi đình bốn phía, tựa như cá voi nuốt nước. Kéo kẹt, không giữ lại chút nào hấp thu, hồn thể lập tức tăng mạnh, trước đó không khống chế, đã đạt đến khoảng 10 mét, hiện tại càng nhanh chóng tăng trưởng. Hồn thể không có thân thể ràng buộc, có thể hấp thu linh khí không ngừng tăng trưởng, trước đó bởi vì quá lớn, cùng thân thể không cách nào dung hợp, mới không dám hấp thu quá phận, giờ phút này, không có cách nào khống chế lôi hải trước mắt, chỉ có thể trước dùng chiêu này, để hắn sợ hãi, còn đằng sau, có thể đi vào thân thể hay không, có thể xuất hiện di chứng hay không, đã không quản được. Xì 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 xì, lực lượng hội tụ càng lúc càng nhanh, trước đó lôi đình hải dương to lớn, giống như xuất hiện vòng xoáy. Lấy hắn làm trung tâm, không ngừng truyền vào. 11 mét, 12 mét, 13 mét. Không đến một phút, vu hồn liền lớn đến 20 mét, đứng ở trong hải dương lôi đình, như là một cự nhân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 120.